Nó hôm qua những đứa gặp một cái cô này. Con người đến thế gian này mỗi con người có cái nghiệp. Cô này hôm qua gặp hai người có hai công đoạn mà chia sẻ lên cho quý vị nghe. Mình thấy trong cái cuộc đời này có nhiều cái khổ đau và bất hạnh, không phải riêng mình gì đâu. Có một cái cô này, gia đình của cô cũng nghèo, cũng khổ vô cùng. Cô cũng đẹp. Và cô nghĩ rằng thôi bây giờ mình phải có một tấm chồng khó khá giả một chút, để gia đạo của mình, cha mẹ mình đỡ khổ quý vị. Thì hồi đó đó thì nổi lên ùng cái chương trình mà có chồng gì Hàn Quốc gì đó, Đài Loan gì đó, thấy không? Ùng nổi lên. Rồi người ta làm may làm mối gì đó. Rồi làm may làm mối thì làm may thì nói ngon lành. Nhưng mà không ngờ lấy nhầm cái thằng chồng cục chân. Chồng bị cục chân. Ừ, nó làm may làm mối thôi. Rồi bắt đầu là mình qua bển thì sao, thằng chồng cục chân. Rồi bây giờ mình nghèo, người Việt Nam mình ở đây, mình qua tới bên đó rồi, bây giờ phải chịu chứ. Phải chịu sống rồi mẹ già nữa. Mẹ bên đó già nữa. Rồi sống với chồng cục chân, rồi sau này đẻ được hai đứa con. Rồi lo cho gia đình cực khổ vô cùng. Nó đã là gia đình nó Việt Nam nó khổ rồi, bây giờ qua đó nó còn khổ nữa. Khổ dữ lắm. Cô nói là cô chán, buồn, khổ, thê thảm, tự tử chết vứt cho rồi. Quá thê thảm rồi mà không có bà, người thân bà con gì hết trơn, mà trời ơi, sống với chồng cục chức. Nhớ quý vị coi, mà cô gái cũng có được, cũng đẹp, có duyên. Thấy không? À, mà giờ cái duyên nó đưa đẩy như vậy đó. Duyên đưa đẩy như vậy đó. Rồi cái có duyên sao cũng nghe được mình giảng. Rồi cỡ mở tâm tư. Vui lắm. Rồi xong rồi cô về đây. Về đây cô dẫn hai thằng con trai Hàn Quốc gì đó. Hai cái thằng mà bên đó nó cũng nghe Như Đức giảng. Nó gặp Như Đức nó cũng thích lắm. Nó máy niệm Phật đủ gặp mừng lắm. Hai nhỏ xíu. Thì cô nói rằng là nhờ nghe mình giảng mà cô cỡ mở tâm tư, bây giờ cô chấp nhận. Đó ở nhưng mà không chấp nhận đâu. Khổ lắm. Bây giờ chấp nhận rồi. Duyên nợ bây giờ mình phải sống thôi. Mình phải sống. Nó giờ vì tự nhiên vì cũng đẹp, vì lấy chồng nhầm chồng cục chứng, vì nghĩ sao? Thấy không? Nó cũng cảm thấy buồn cho cái số phận. Bông hoa lài cặm bãi cứt chuột. Đang hơi buồn ngủ nguôi nguôi. Lao cho cừ cái tỉnh ngủ thấy chưa? Mày thấy không? Nhưng mà bông hoa này nó cắm vô rồi nó không chịu, nó không chịu. Mà nó không chịu nó cũng phải dính ở chỗ đó. Hiểu không? À, cuối cùng có một người chia sẻ Phật pháp kêu nó chấp nhận đi. Giải thích cho nó nghe cũng khoảng thời gian dài vậy. Rồi bông hoa nó mới chịu. Thấy không? Bây giờ không chịu cũng không được. Bây giờ hoa đã thành quả rồi còn gì mà không chịu. Hiểu không? Thì bắt đầu khi chấp nhận rồi cô thấy cô cũng có hạnh phúc. Đó. Rồi đi về đây dự chương trình khiếm thị này kia đâu. Đó. Rồi xong rồi cô trở về nhà. Nhà cô ở Việt Nam. Đâu ở miền Tây vậy đó. Rồi gặp thêm một cô đứng cúng dường cho người khiếm thị này kia. Cứ đứng nhìn mình cười mà nó... Đúng không? Cũng trẻ trẻ, có duyên đồ. Mặt sáng sủa lắm. À, đứng cứ nhìn cười hoài tại vì nghe pháp từ xa. Bây giờ đến đây gặp mình rất là mừng, rất là mừng. Rồi xong cô đứng cái chỗ đó cô chờ giờ nào Như Đức ra, nói con gặp thầy một chút. Cái Như Đức nói có gì gặp gì qua khu tăng. Hiểu chưa? Còn đứng đâu này đông quá sao nói chuyện đây. Nó mình coi thấy gặp mà cứ nhìn hoài mình coi có chuyện gì xảy ra không. Đúng không? Thì bắt đầu mình kêu qua khu tăng đứng nói chuyện mấy câu. Khi đứng nói chuyện mấy câu rồi là vì cô nói một câu rằng thầy ơi, cái nghiệp duyên gì đấy mà khi mà con mà sanh ra đời tự nhiên người con hôi thối, mặt mày đẹp nha quý vị, sáng sủa lắm luôn á, nhưng mà cô nói là người của cô rất là hôi thối, mà khi cô nói chuyện ra cái miệng của nói ra hôi dữ lắm, mà nói rằng là chồng chán chê cô, tại cổ thì đẹp, nhìn thấy rất là đẹp, sáng sủa lắm. Nhưng mà có cái nghiệp duyên gì lạ kỳ như vậy. Những Đức nói cái nghiệp gì thì cũng là túc nghiệp thôi. Nó là túc nghiệp mà.
Mà tổ sư nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Bây giờ cô khổ với cái thân thể của cô gì? Đó là phàm tâm. Mà tổ nói rằng là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Mà tiêu túc nghiệp rồi thì chuyển được phàm tâm. Mà cô muốn chuyển được phàm tâm thì phải niệm Phật. Mà chuyển được phàm tâm là chuyển được túc nghiệp. Chuyển được phàm tâm là mình không thấy cái khổ của bản thân mình, phải đeo mang bị cái nghiệp gì. Tại vì mình đã chịu rồi, mình đã dính rồi, mà bây giờ mình còn khổ thì cũng dính. Mà tâm trạng càng buồn thì nó càng hôi thối thêm à. Nó càng buồn là nó càng không chấp nhận, mà nó càng không chấp nhận thì túc nghiệp nó tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm. Nó chưa giải mà nó tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm hoài vậy đó. Thì làm sao mà nó hết thối? Thấy chưa? Phật pháp quý vị thấy công nhận hay chưa? Rất hay luôn á. Dù người ta có đối xử với mình như thế nào, người ta có bỏ rơi mình như thế nào, người ta có tránh xa mình như thế nào, nhưng riêng bản thân mình đừng bao giờ bỏ rơi mình. Bản thân mình mà cũng bỏ rơi mình thì vậy ai giúp mình đây? Bản thân mình phải cảm thấy rằng mình vẫn có thân người và cảm ơn khi có thân người này. Thí dụ như bây giờ một người quá thơm tho, nhiều người nó tìm đến, mũi rồi nó cũng chạy đến, nó cắn. Còn mình thúi quá, mũi nó cũng không cắn mình. Không có thằng nào muốn tìm đến thì mình rảnh. Thấy không? Nghĩ cái lợi, nghĩ về cái góc độ tốt thì đó là tốt. Nhưng mà phải tu mới nhìn ra được nghe quý vị. Tu mới nhìn ra được. Thì cô hỏi bằng cách nào con niệm Phật hay làm cái gì để chuyển cái nghiệp này? Chỉ có niệm Phật à. Niệm Phật là chính. Cô nói con vẫn hiểu nhưng mà con trực tiếp gặp thầy. Con hỏi thầy, thầy khuyên con là con phải dùng cái pháp nào chuẩn nhất. Niệm Phật là chuẩn nhất. Niệm Phật là chuẩn nhất. Như vậy thì người xuất gia, người tu, có những người gặp tình trạng đó không? Ai là bậc nổi tiếng của toàn thế giới đó? Ai? Và tự nhiên không. Và tự nhiên không, ngài giảng thiết rõ ràng mà. Và tự nhiên không, ngài nói ngày xưa, ngài lúc còn trẻ. Mà quý vị coi hình, và tự nhiên không nghi còn trẻ phải xấu không? Ốm nhơm mà xấu dữ lắm quý vị. Rất là xấu, ốm nhơm mà. Hồ nó xấu lắm. Nên nó bị nhớ. Rồi ngài nói rằng là ngài nói chuyện cái miệng rất là hôi. Và thành công ngài nói rất hôi luôn. Rồi cái số mệnh là chết yểu, 45 tuổi chết. 45 tuổi chết. Như vậy đó mà ngài niệm Phật, khuyên người niệm Phật thôi, thì ngài nói chuyện không còn hôi miệng nữa. Và cái thể chất thay đổi tốt đẹp lên hết luôn. Càng về già sao càng đẹp. Nhưng đến khi gần chết thì hiện vô thường. Tại vì sao? Thịnh suy, suy thịnh. Mang thân ở cuộc đời là vậy đó. Hiểu quý vị? Bây giờ quý vị coi nè. Những đức ngày lúc mà mới vô tu á, nói ngày xưa thì sao quá. Hồi cấp mới đi tu á, những đức nói thầy quý vị, ngày xưa những đức ở ngoài đời nha, những đức không có đến nỗi xấu như khi những đức đi vô chùa tu đâu. Nói thiệt đó, nếu mà xấu quá xấu làm gì mà những đức cũng có bạn nhiều quá vậy. Nói thiệt á. Những đức bạn cũng không ít đâu nghe quý vị. Thì những đức ở ngoài đời ngày xưa nó không có xấu như những đức đi vô chùa tu. Hồi lúc trước những đức đi vô chùa tu, chùa đầu tiên đó, một là gì quá khổ quý vị à. Khổ vì cái ăn cái bặn nó quá khổ. Và khổ vì cái nội tâm của mình không có người cởi mở với mình luôn. Không có người cởi mở với việc. Vô là cứ làm đi. Rồi cứ làm việc đi. Rồi cứ cái gì mà không sợ được thì mày gán sợ. Giống như phải tự lập luôn. Vô là cứ làm đi. Không có ai mà quản chúng hay là cái gì mà hiểu biết gì để dạy mình chứ. Rồi mình chân ướt chân ráo vô thì cứ làm đi. Rồi không có ai chính thức để quản lý ở đó mà. Thầy thì cứ đi suốt. Đi suốt, giảng pháp. Đi chỗ này đi chỗ kia nhiều lắm. Chứ không phải như những đức bây giờ ở nơi gì đâu. Mà gặp mấy anh em xác thực như tình anh em gần gũi đâu không có. Nên sau này những đức mới lặp lại nè. Học mặt trái lặp lại. Thì trời ơi nó ốm. Nó ốm mà còn cái thời điểm ốm nhất là 49kg. Quý vị biết rằng cái bôi hình mà đứng ngay vòng hộ niệm mà chụp với một cái cô nào bữa đó cô gỡ đấy.
mà cái bóng hình quý vị vừa mới nhìn thoáng qua là nghĩ là cái cô đó chụp hình mà lại dính hương linh. Cái cô đó chụp hình mà dính hương linh đứng kế. Tại vì sao? Vì nó mờ mờ ảo ảo, mà những đức thì bận cái bộ đồ đen, đội cái nón đen nữa, mà cái miệng nó nhọn quét, mà cái dành môi nó đen thui, mờ mờ ảo ảo nhìn y rang là hương linh chưa siêu thoát. Giống như cô đó chụp hình mà những đức là hương linh bị dính vào hình, rõ ràng luôn mà. Nó nên những đức nói rằng là nếu như bộ hình đó mà bây giờ mà rửa ra đó mà treo dưới nhà bếp là mấy cô kể như sợ ma. Quý vị biết nó tệ, nó xấu đến mức không tưởng tượng được. Xấu dữ lắm. Đó là lúc mà gọi là cái cơ thể con người mình nó giống như nó bị si, quý vị. Từ cái tâm của nó là rồi nó nặng nề nhiều cái quá. Làm cực thì không mệt, nhưng mà nội tâm sân si mệt. Sân si tuy là có tâm thiện vì người, nhưng mà quá sân si, quá khó chịu rồi. Nó giống như là trong tâm trí những đức là hoàn toàn khó chịu, không lúc nào cũng khó chịu hết. Lúc nào cũng khó chịu vì nó quá cực rồi, quý vị à. Nó cực đến mức không tưởng tượng được. Dù là ngoài đời nhưng mà ăn chơi đồ này cái kia làm thì có thời gian. Còn cái này thì những đức mà nói là cả ngày lẫn đêm, quý vị cứ nghĩ đi. Con người làm sao chịu nổi? Ngày là nguyên một ngày, rồi 1,000+ chúng đi cầu cạnh năn nỉ người ta, đứng trước cửa nhà người ta năn nỉ người ta để cắt từng cái nhà cho các cụ ở, đứng đem quà lại người ta, khi đưa người ta không nhận, người ta đuổi đi chữ. Mà người tu đó mà quý vị biết rằng tại vì cái chúng nó quá đông, đi nài nỉ người ta chỗ này chỗ kia, rồi đi tốn ngày vòng khu vực ở đó để mà xin làm này làm kia, rồi chiều lại thì người ta lên hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm sức khỏe mình. Rồi có khi mà người ta ngồi nhậu nhẹt ở đâu người ta cũng điện thoại bắt mình phải cho đưa tiền cho người ta, tại vì cái dính nuôi một cái số lượng con người đông quá. Hồi xưa tại sao nhiều người đặt câu hỏi tại sao mà trên đó mà nuôi 1,500 người mà là tỉnh Thất, sao kỳ cục lạ kỳ như vậy. Quý vị có biết cái phía sau nó kinh khủng cỡ nào chưa? Nó có một cái người ẩn mình ở phía sau đó mà làm cái chuyện mà không ai biết đến. Nó kinh khủng lắm đó quý vị. Không có giỡn đâu. Tại sao mà quý vị đi xuống dưới đây, quý vị có nhiều người nói cái cảnh ở đây bây giờ nó hình thành nó giống ngày xưa quá. Nó giống ngày xưa một ngôi chùa quý vị đã từng đến đó. Thì là do ngày xưa trên kia những đức sắp ra một cái tư tưởng đó, nó y rang luôn gì nè. Là cứ từng nào những đức cũng vậy chứ. Những đức thì có cái tính là thích cho đại chúng vui, nên từng nào gì, từ nấu ăn, từ cho các cụ vui, đồ hát hò các cụ nghe. Nên tại sao mà nó tập trung con người về mà ở mà không đi? Ta ở hết ta không có đi, vui quá sao đi. Vì nghĩ đi nó, nên từ nơi đó cái duyên phước của mình nó 5 năm ở trên kia để kết được nhân duyên quá vậy. Khi duyên đưa đẩy xuống đây nó hình thành, vì thấy không? Mà nghĩ là nó còn cứng hơn ngày xưa nhiều. Tại trải qua cái thời gian đó nó quá cực quý vị. Ôi ôi gì đâu mà nó sân si thế ghê thì. Mà không có trọng gì hình thức. Ngày xưa những đức không trọng gì hình thức. Những đức có một cái quan niệm tu là phải khổ. Riêng bản thân mình phải khổ, phải kham khổ. Bằng đêm những đức ngủ 2,5 tiếng. Đêm ngủ 2,5 tiếng. Người cũng chịu tu á, những đức là người chịu tu quý vị. Tu lần lần là 5-6 tiếng. Lễ Phật là 2-3 tiếng buổi sáng bình thường. Lễ Phật. Còn làm việc là làm đêm, một đêm làm việc luôn. Rồi 3 giờ đi tụng kinh niệm Phật luôn vậy đó, không có ngủ gì chứ á. Vì nghĩ thì con người có tâm quyết chịu tu dữ lắm. Nhưng mà khi cái tâm tu như vậy mà nó không dịu được cái tâm, là do cái gì? Cái ngã nổi lên. Cái cho mình là một cái tiêu chuẩn cao độ dữ dằn quá, vì không ai bằng mình luôn. Nó rồi từ từ xem thầy chủ trì cũng bằng mình luôn. Kinh khủng, cái ngã mạn nó nổi ghê chưa. Đó là tu mà không dịu được cái tâm. Sau này mới đi đến cái mức mà ăn rau, quý vị chị Đức kể vì nghe đó. Suy nghĩ rằng bây giờ bắt ta nấu cơm phiền phức quá. Cứ là nghĩ người ta phiền phức để bản thân mình phải tự lo. Cuối cùng bây giờ ăn cơm buổi trưa ăn đúng dĩa rau.
Còn chuối đồ là không có lột vỏ. Ăn chuối không có lột vỏ. Chuối chín vậy cứ cắt tròn 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 là gấp ăn luôn vậy đó. Không có vỏ, bỏ vỏ cái gì chứ. Chôm 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 gì bỏ vô miệng ăn hết trơn. Chết chôm chôm. Kinh khủng vậy đó. Ăn vậy đó quý vị. Rồi giống như là khổ hạnh làm cái chuyện như là ta đây ghê vậy đó. Hai tháng sau nó xanh. Nó xanh lè xanh lét. Chỗ là trời. Không, những đức là cái dạng mạnh khỏe quý vị. Ngoài đời làm việc nhiều mạnh khỏe lắm. Xi măng đồ mà hai bao giác đi. Kịch kịch đi dữ lắm quý vị. Nhưng mà cái lúc yếu đó, đó là một bao xi măng đi mình tự nhiên sao thấy nó siêu. Nó ủa sao bây giờ sao mình đi nó siêu siêu kỳ cục cái chợ. Thấy cái tình hình bản thân mình biết. Vậy đó mà mấy cái bà sư cô có gặp nó nói nè. Công nhận thầy ăn rau cũng công nhận sắc diện thầy nó sát. Trong bụng mình nói trời trời bà này muốn giết mình đi sao mà. Mình thấy nó xanh rõ ràng mà nói mình sát. Xanh lè xanh lét quý vị. Không ăn cơm. Tại vì cái bản thân mình là do thức ăn quý vị. Cỡ nào nó giống như xe chạy phải đổ xăng nó đầy đủ. Nhớt nhau đầy đủ đúng không quý vị. Còn cái này nó đổ ít quá. Nó qua xăng không được. Yếu. Đi chạy cũng được nhưng mà nó ngợp xăng á. Giống xe mà ngợp xăng. Nó qua mà nó qua tịch 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 chút chút lâu lâu nó nhiêu nhiễu miếng xăng vô nó không có đủ xăng. Thì nó bị ngợp. Như ra không được. Cuối cùng quý vị biết rằng là thấy kiệt quệ. Thấy không được không ổn không. Cuối cùng thôi ăn lại hai buổi. Hai buổi nó không lấy sức được nghe. Cuối cùng phải trở lại hoàn toàn quân bình luôn. Thì trải qua thời gian hết dơn tu nhiều. Khổ hạnh làm đủ chuyện. Mà kinh khủng cái tâm lắm quý vị. Kiêu ngạo và sân si. Hung dữ cái cho mình là hơn thiên hạ. Mình là dữ nhất luôn. Mà nhờ những đức nhìn ra được cái tâm này không đúng. Tu mà cái tâm này không đúng. Tu làm sao mà càng tu cái tâm mới càng dịu mới là đúng. Cuối cùng những đức dở lên hết hoàn toàn chúng đạo. Cho rằng cái đó là mình đã thất bại rõ ràng. Thử hết qua rồi. Nên sau này những đức nói như một số người tu. Mà cứ là tu mà cho rằng bây giờ tôi phải một mình rồi nhập thất đồ làm chuyện cao xa. Không có đạt đâu. Trong cái cõi này là nhờ cộng lực cộng duyên mà tu. Còn gia đình mình thì nó cũng phải có phương pháp tu nó mới tu được. Thử qua hết trơn rồi nó. Thì quý vị biết rằng là thấy rõ ràng đi từ tốn. Nhưng mà đặc biệt là nó rèn chuốt được cái tâm. Cái tâm gai gốc, cái tâm mà phiền não, cái tâm ích kỷ, cái tâm kiêu ngạo đó phải dịu được thì đạt cái tu. Dù công phu tu không có nhiều à. Công phu tu không có nhiều nhưng mà nó lại dịu được cái tâm. Và tự nhiên sao mình thấy có mình có một cái tâm trạng khoan dung, tha thứ. Rồi mình có tâm niệm nhiều, niệm gì người quá. Từ nơi đó mình thấy ô vậy là tu vậy đúng rồi. Rồi tính nguyện niệm Phật, không còn nghi cái pháp niệm Phật nữa. Rồi vậy là từ cái đà gì rồi tu luôn. Thì quý vị biết rằng từ lúc trước đó mà si ốm như vậy mà đi xuống đây cái tâm trạng con người nó thay đổi lại quý vị. Thay đổi lại. Rồi nó có được thời gian mình thoải mái tâm tư mình. Thì ra là dưỡng tâm nó quan trọng ghê. Rồi từ từ rồi nó lên ký, lên ký, lên ký. Mà bây giờ nó 75kg luôn. 75kg. Đó. Nên những đức kinh nghiệm nuôi chúng, kinh nghiệm qua hết à. Nên quý vị coi những đức mà nuôi các cụ già hay con nít hay các cô, các chú gì, ai cũng mập mập. Tại những đức kinh nghiệm qua bản thân những đức hết trơn à. Kinh nghiệm qua hết luôn quý vị. Để lấy kinh nghiệm đó để nuôi cho chúng. Và quý vị thấy những đức lấy kinh nghiệm đó để nuôi cái tâm quý vị mỗi tuần chủ nhật, quý vị thấy thích chưa? Rõ ràng chưa? Nên con người này là được sự trải nghiệm qua đời đạo sâu sắc này. Đời nó đã trải nghiệm từ nhỏ 6 tuổi và vô trong đạo trải nghiệm 5 năm còn kinh khủng hơn 50 năm của người ta tu. Kinh khủng lắm. Trời ơi, không tưởng tượng được đâu. Trời ơi, giải quyết những vấn đề mà đúng là khó khăn, không tưởng tượng được luôn. Trong cái số lượng 1.500 người đó có kể hoài kể cũng hết. Nhớ lại mà đúng là giống như ám ảnh luôn á chứ không chuyện giỡn chơi quý vị. Xử lý vấn đề á. Mà quý vị biết rằng nó tập trung mà cái thời đó chùa nó nổi tiếng. Trời ơi, rồng rắn lẳng lộn nó xuất hiện ở trong đó. Tù tội gì cũng vô hết á. Mà hồi xưa không có hiểu. Nhận hết.
ở tù đồ vô nhận hết, xì ke chơi luôn, BD 25 chú, 25 chú BD á, cho ở một khu luôn, mà cho mấy ảnh làm bên cái dàn chăn màn á, ảnh kéo cái thằng bình thường vô làm BD chứ, nó kéo kinh khủng lắm nghe quý vị, nó kéo ghê lắm, sao á, rồi từ nó đó qua cái vai trò quản chúng gì Đức biết hết luôn quý vị, biết hết luôn, tại vì nhờ như Đức lúc đó không hiểu mà mở tâm làm trong cái khó xử lý luôn, cuối cùng biết ra quý vị, thì ra là có những chúng sanh mình không có đủ duyên độ mà đừng nên làm cho chúng nó tan nát. Thí dụ như cái người muốn tu nó sẽ đi hết, mà người không tu nó ở lại, nó ghê lắm quý vị ơi. Cái người mà tu người ta thấy cảnh người ta đi hết trơn, mà cái người mà không tu nó ở lại nha quý vị. Ồ, nó ở lại nó quậy, chỗ nó lập thành giống như một cái đội ngũ của ma đạo quý vị, nó kinh khủng lắm, nó dữ dằn lắm. Mà mình ở trong cái cảnh giới đó mà mình chơi với nó kinh khủng lắm kìa, không tưởng tượng được đâu. Rồi nó ban ra bên ngoài, trời ơi, nó đi ra bên ngoài, rồi bằng đêm nó tập trung, nó quýnh lộn đồ, mình ban ra mình xử lý đồ, đi tu mình xử lý mấy chuyện gì đó. Rồi nó đi xuống dưới kia nó chích xì ke, rồi mình phải đi lãnh nó ra chơi theo kiểu nghĩa khí, phải không? Nó sau này mình kinh nghiệm qua chơi, mình nói không chơi cái màn này được. Sau này những đứa đi xuống đây nó tìm những đứa nữa, những đứa nói những đứa lại mấy cha. Xuống tới dưới đây rồi đừng có theo tôi nữa, trời ơi là trời. Tôi hiểu rồi, thôi mấy ông ơi, mỗi người mỗi con đường đi. Tôi giờ tôi quyết định tôi nuôi mấy người già rồi, thôi mấy ông đừng có làm phiền tôi nữa. Ngày xưa trên kia tôi không hiểu, nên thôi chơi tới bờ tới bến luôn, kinh khủng quá. Biết rằng là tôi có tâm, nhưng mà mấy anh em không cố gắng tu không có được, cứ như vậy hoài là anh em mình nó rớt sạch nhất. Thôi mấy ông thương mấy bà già, mấy ông buông tha giùm tôi đi. Nó nghe vậy đó, thôi nó đi, trời ơi, nó tìm mình đó, tại vì thấy như chơi nghĩa khí đồ này kia nó phái vì coi mà nó chích xì ke đồ này kia, mà vô chùa mà lái xe mà nó chạy đi, mà quý vị nó còn rút xăng nó bán, quý vị nghĩ thì cỡ nào kinh khủng vậy đó. Nó quý vị không đơn giản đó quý vị ơi, 300 chú nó chuyện giỡn hết trời, 300 người, còn các người nữ các cụ già 1,000+ người ở trong cái mảnh đất chỉ có 1 mẫu 4, vì nghĩ thì sao à? Ở đây người ta gần 4 mẫu đất rộng thênh thang đó, 1 mẫu 4, cái nhà mà cắt cái nhà mà ở 500 người, mà nhà cắt không có móc, có móc gì chứ, nhà cắt 2 tầng mà 500 người ở, mà mấy xây dựng chùa giống như Phật tử, mấy chả xây cái gì không biết, cắt cái gì kỳ cục sắt, mình nói bụng mình không biết xây dựng, mình nói sao anh thấy thế này ghê quá, vậy đâu mà lấy cái miếng sắt bự bằng cái bàn tay gì, nó ốp xuống dưới cái bê tông nó bắn xuống rồi xong. Mà cái đó là chỉ cái nhà nhỏ thì được, còn cái này cái nhà ở 500 người mà nó cao lên thêm tầng nữa mà nó bắn vậy thôi thì sao, giống như cái nhà mà hắt hiu vậy, mỗi lần mà mưa gió là mấy bà già cứ nó mù quá theo bồ tát. Bên rìa bên tha hồ bên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Không có ai mà dám đứng đi đâu, chứ tại vì ngồi tại chỗ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sợ nhà ngã. Nhà nó ngã thì ở được nửa năm. Nửa năm chờ người ta dọn cái khu nhà đó, đúng người ta dọn là đúng, Phật kêu dọn. Nếu mà nó không dọn là thế nào nó cũng chết cả đáp, chứ không có giỡn đâu. Quý vị coi cái nhà mà vậy thì cỡ nào cũng phải đào móng đi xuống cho nó chắc. Còn cái này nó chơi là một miếng gì nó bắn xuống gì thôi, nó cắt lên, quý vị nghĩ. Bắt mấy bà già vô ở, già có biết gì đâu, dọn đâu để ở đó, tầm tá lã âm binh. Còn những đứa mỗi lần đi, đi cái là cái nhà làm nè. Nói sao nhà thì sao kỳ cục cái trời, sao đi sao đi cái nhà mà nó ghê quá trời. Vậy mà nửa năm chờ mà trên núi đó quý vị, mà sao gió thổi ầm ầm mà nó không ngã. Chắc là tại cái tâm mấy bà già mới sợ quá, niệm Bồ Tát Quán thấy không. Nhà ở mà mỗi lần mà trời mưa nửa đêm, mấy bà đâu có dám ngủ, bà ngồi vậy hết trơn, tại vì ngủ hết là nó sập. Tại vì bà ngủ thì không ai niệm Quan Âm đỡ đâu mà không sập. Hồi đó rõ ràng mà những đức thông báo với bà cụ, đức nói các cụ ơi, bằng đêm mà có mưa gió cũng phải ngồi vậy niệm Quan Âm nghe các cụ, chứ không niệm là sập nhà đó. Thì mấy bà già bà sợ quá, mà vừa chơi gió bà rầm rầm vài tiếng, chưa mưa là bà ngồi vậy hết trơn à.
bà niệm bà nào bà nấy mỗi phòng bà cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bà niệm niệm quá trời niệm luôn. Vậy mà nửa năm trời đâu có sạch nhà đâu, mà trong khi trên núi mà gió nó ầm, mà mỗi lần mưa là nó cứ đưa vậy nè, đưa vậy đó, trời là trời già vậy đó mà nó đưa tới đưa lui. Bởi vì Nhân Đức nói ai mà đã từng biết Nhân Đức cái trên đó chỉ là người ta gặp là cái chú Hiền là nói là gì, trời kinh khủng lắm, ngày đêm gì cũng vậy chứ, lũi đi thì nhanh lắm, lũi khu này khu kia chưa gì có ngủ chân á, nó lạng xuống nhà người dân, lạng đến chỗ này lạng đến chỗ kia, nhờ vậy mà mấy bà già mới sống được, nó chứ không phải chuyện giỡn đâu chợ. Trời ơi thê thảm lắm vậy ơi, trời ơi đông cái kiểu đó mà nhà cầu đi nó không có tiêu, khoan nó không có tiêu, mà cứ là nửa tháng một tháng là cứ nó quến cục cứng, mà phăng mà nó cứng như xi măng, nay nhảy xuống đục ầm ầm, đục bưng lên từng mảng bỏ vô bao, rồi đâu nó không có tiêu gì hết trơn, đi đường ống từ đó mà đi xuống dưới ga cái con sông thải nước á, là nó hơn nửa cây số, mà đi đường ống mũ giác đi bắt mấy trăm chú đi theo làm. Rồi có khi mà nó đi xuống nó xúc ống nó xì nhà người dân, cái cứ 2-3 ngày cái đi dọn đường cống giùm cho người ta, có nhiều người nó cầm cây rồi nó xuống nó nói tao quết tụi bay mỗi thằng một cây cho mà chết. Trời ơi thê thảm đó vậy ơi, không đơn giản đâu, mà có khi mà người trên người thật sự đâu có biết được những cái sự việc nó kinh khủng quá, nó đâu có đơn giản đâu, nó kinh khủng lắm kìa. Vậy đó mà trời ơi, vậy mà nó vẫn kiên nhẫn 5 năm chờ. 5 năm là cái con số nó không ngắn đâu quý vị, kiên nhẫn nó rồi xong cái duyên nó đưa đẩy mình, đúng là ghê thiệt chứ, có cái tâm, thấy không, có cái tâm rồi nó đưa đẩy mình một phát làm như nó làm cho mình tỉnh hồn quý vị, nó đưa đẩy mình xuống đây một cái nó làm cho mình để tỉnh, mình phải phấn đấu lên, mình phải đứng vững lại, mình phải hiểu biết chuyện lại chứ không có thể nào mà đại đùa nữa đó. Bắt đầu nó tỉnh lại quý vị, nó làm lại hết, nhìn lại cái khoảng đường mình đã đi qua, mình lặp lại hết luôn, tự điều chỉnh nó hết luôn. Nó thì từ nơi đó mới về, bây giờ bị hình thành được đạo tràng mà nó rõ ràng mà bài bản đâu vào đó chứ, quản lý rồi nhân sự rồi nhận không nhận rõ ràng, ai sao sắp xếp rõ ràng hết, vì biết nó cả một cái khoảng đường mà những đức đi đúng là nó không đơn giản, từ không biết một cái gì luôn trời. Những đức nó thiệt là trong đạo là những đức là thật sự. Bây giờ nếu mà nói về cái chuyện mà cuộc đời những đức mà nói ai là người thầy chỉ dạy những đức nói mình cũng không biết ai là người thầy chỉ dạy mình rõ ràng nữa ta. Tại vì đi vô chùa đầu tiên thì vô một cái là vô biết, rồi là cứ nghe pháp lại ra vậy thôi. Còn thầy thì đi giảng suốt, còn mình thì cứ nhà lam lũ vậy. Rồi đi xuống đây thì hòa thượng mình chuyên xây dựng, rồi tiếp tục chúng mình cũng làm nữa, rồi cứ nhào vô vậy rồi cứ làm ra. Còn nghe pháp hòa thượng tịnh không thì nghe từ xa biết từ tịnh độ, thì thấy mình thiếu học quá thôi, niệm Phật là chắc nhất rồi, rồi cứ vậy mà niệm Phật. Chứ có bao giờ mà ngồi được với ai mà nói là tôi chỉ con đường cho ông là như vậy. Không có. Mà tự nhiên mình là len lỏi mình cứ làm, rồi kinh nghiệm, làm rồi kinh nghiệm. Không, mà cái đó mà nó được, nó cứng con người lắm nghe quý vị. Nó lạ thay, nó làm cho một con người mà nó kinh khủng lắm. Hình như là mình không còn sợ mất mát cái gì nữa chứ quý vị ơi. Nó trở thành một con người mà giống như nó không còn biết sợ mất mát gì nữa chứ. Tại vì sao mình thấy rằng là sự tự tin á, vì bản thân của mình bây giờ bỏ đâu mình cũng sống được nha. Trong hoàn cảnh sung sướng hay khổ cực gì sống được hết luôn à. Nên từ nơi đó Nhận Đức thấy rằng là có con cái nên rèn luyện con cái khổ một chút vẫn là hay. Nhận Đức chỉ được con cái là không có bỏ cuộc quý vị. Được con cái là nó không bỏ cuộc. Thật sự mà nói con người thì hư thì ai cũng có cái hư. Nhưng bản thân Nhận Đức cũng nhiều cái hư lắm. Nhưng mà Nhận Đức được cái là Nhận Đức làm, Nhận Đức không bỏ cuộc nghe. Không bỏ cuộc á. Làm gì là làm tới cùng luôn, không bỏ cuộc đâu. Nó cái mà kiên nhẫn đó nó giúp cho mình thành công. Mà cái kiên nhẫn nó phải có phương hướng. Nên Nhận Đức nói quý vị là quý vị gặp tịnh độ này, quý vị nên kiên nhẫn niệm Phật. Nên kiên nhẫn niệm Phật đó. Đừng có nghe ai nói này nói kia nói nọ mà mình bị dao động tâm. Đừng có nghe. Cứ niệm Phật đi là có kết quả à. Đây nè, niệm Phật không chứ làm gì đâu. Mở miệng ra là cứ nói niệm Phật mà nó bao nhiêu văn tự thấy chưa. Mà những văn tự toàn là những văn tự trải nghiệm không. Quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp á, có nhiều người ta nói một câu gì chia sẻ Phật pháp.
chia sẻ Phật pháp gì, tôi thấy nói cái gì đâu không mà chia sẻ Phật pháp cái gì, Phật pháp đó ông nội. Không có biết Phật pháp hả? Tự là tự Phật pháp mà bỏ thế gian pháp thì làm sao có Phật pháp. Ông cứ đi nắm Phật pháp của trong văn tự, mà ông không biết dùng văn tự để mà lý giải ra thế gian pháp, rồi từ thế gian pháp mới nhìn thấu ra Phật pháp, thì ông không thể nào ông thấy Phật pháp được. Nó là chánh tông Phật pháp, là ngay nhân sinh pháp. Hiểu chưa? Từ nơi đó quý vị phải biết rằng Phật pháp là đã có cái tâm rồi, mà dùng cái tâm thiện đó, dùng cái trí tuệ của Phật pháp đó để bỏ vào nhân sinh pháp để làm lợi ích cho nhân sinh. Nhưng mà tuyệt đối không thể nào vì cái đó mà mất đi tâm giải thoát nghe. Có những người ta cũng có tâm đó đó, mà người ta lại đánh mất đi tâm giải thoát. Nó có một vị thầy mà ông nói một câu gì nè, khi ngồi nói chuyện những đứa cũng nói một câu. Thầy thì mỗi ngày cứ nói niệm Phật cầu sanh cực lạc, còn tôi thì không có gì. Những đứa hỏi gì, thầy muốn cái gì? Nói chuyện như giang hồ vậy, thầy muốn cái gì? Ok, mà những đứa gặp với thầy mà nghiêm nghiêm nói chuyện được. Thầy thì niệm Phật cầu sanh cực lạc, còn tôi thì tôi không có tâm như thầy. Nhân Đức nói vậy thì thầy muốn cái gì? Ông nói tôi muốn làm ông lái đò để đưa khách sang sông. Thì Nhân Đức nói vậy thầy đưa được bao lâu? Thầy đưa được mấy năm? Rồi khi thầy già thì sao thầy đưa? Rồi khi thầy chết rồi thầy sanh vào cảnh giới nào mà đưa? Nói thông, tôi học theo cái hạnh ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng Đức nói Địa Tạng Bồ Tát là diệu giác Như Lai đó, đã thành Phật rồi mà phát nguyện làm Bồ Tát để độ chúng sanh trong địa ngục, còn mình mà đi xuống dưới địa ngục. Để độ chúng ta trong địa ngục, mình chưa độ nó độ mình. Mấy thằng quỷ sứ nó độ mình cho mà biết. Nó độ mình, nó làm búa, lấy búa nó độ mình cho mình độ nó. Ôi trời, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài ở dưới đó, ngài độ chúng sanh ra khỏi địa ngục. Nhưng mà nó vừa ra khỏi địa ngục, nó lên dương gian thì như là một cái búng tay là nó chở xuống địa ngục lại rồi. Nên ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài cũng vô cùng quan hỷ với cái bổ nguyện Di Đà. Ngài cũng tán thán bổ nguyện Di Đà nữa. Ngài nói một câu rằng ta độ chúng sanh, khuyên nó về cực lạc cũng khó khuyên nữa, nhưng mà cho nó ra khỏi địa ngục. Nhưng mà nó vừa ra khỏi địa ngục, chúc mừng nó ra khỏi địa ngục thì như là một cái búng tay là nó chở xuống địa ngục lại nữa rồi. Nó khổ te tua dưới địa ngục, mà nó vừa ra khỏi địa ngục là nó lên nó tạo nghiệp nữa, rồi bắt đầu nó đi xuống địa ngục lại tiếp tục nữa. Quý vị coi đó. Nên ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng vô cùng hoan hỷ khi bổ nguyện Di Đà mà tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc rồi là không còn bị thối chuyển. Còn ngài độ về cõi này vẫn còn thối chuyển trở lại địa ngục. Mà ngài là diệu giác Như Lai mới có khả năng để mà cứu độ chúng sanh trong địa ngục. Còn mình là diệu gì? Mình là diệu nát. Ngài là diệu giác, mình là diệu nát. Hiểu chưa? Nó đừng có nói cái chuyện dẫn chơi. Phật Bồ Tát phát tâm mình phải hiểu nguyên lý, còn mình là phàm phu phát tâm phải hiểu nguyên lý. Tuy nương vào bổ nguyện nhưng mình phải cầu sanh về quốc độ của Phật. Chứ mình không thể nào nguyện ở đây để độ chúng sanh đau khổ. Mình phải về cực lạc rồi mình mới trở lại giúp chúng sanh đau khổ. Nên có những cái nguyện của những con người lớn dữ lắm, nhưng mà đó chỉ là văn tự thôi. Như chương trình khiếm thị, nhưng Đức nói tổ chức một chương trình khiếm thị á nghe, trời ơi nó không đơn giản đâu quý vị à. Nó, mà vậy mà không có bỏ được chương trình khiếm thị. Tại vì sao? Vì mỗi lần mà đi một vòng tội nghiệp quá. Nó mỗi lần những đứa tổ chức họ mừng quá, bây giờ bỏ họ tội nghiệp quá quý vị. Nên những Đức cứ là như thế nào cứ là tổ chức. Có cái bà trưởng đoàn qua bà nói thầy ơi, thầy cố gắng một tháng này tổ chức một lần đi thầy. Bữa nay nói chuyện khỏi lễ Phật 10 giờ rưỡi
Nên từ nơi đó mọi vị biết rằng giờ tâm sự sắp sửa cuối năm. Những đứa bữa nay cái chân cũng đau quá, cái miệng nó còn được thôi, làm việc với quý vị. Chân bữa nay nó nhức, biết bị cái gì. Nó bị no thôi, hôm nay không lễ Phật nửa tiếng với quý vị mà dùng cái miệng làm việc với quý vị. Không. Nên từ đâu đó mà quý vị biết thấy nhiệt tình chưa? Chân yếu thì dùng miệng chơi. Quá nhiệt tình đúng không? Nó bây giờ chân đau không biết bị cái gì. Mấy ngày nay bị mỏi chân. Chắc chạy nhiều quá thì sao, đi đầu này đầu kia vòng vo tâm quá, mỏi chân quá. Quý vị phải nhớ rằng là khi cái tâm thiện phát lên á thì nó quá giải đi cái tà khí. Mà khi cái tâm bất thiện nó thường phát lên á là nó phát triển cái tà khí. Mà tà khí mà nó phát triển là chánh khí nó bị hẹp lại. Còn chánh khí mà phát triển là tà khí tự nhiên mất đi. Mà nếu như chúng ta mà nhiều người mà phát lên cái chánh khí là tâm thiện đó, thì tức khắc cái hoàn cảnh của cái quốc độ chúng ta đang sống nó đặc biệt lắm. Bây giờ quý vị đi đến đây quý vị rất là thích, là do gì? Rất nhiều người ở đây phát tâm thiện nên nó trang nghiêm cái cảnh giới đang ở đây. Tại vì cái cõi ta bà này, cái nơi nào nhiều người thiện phát lên thì tức khắc cái cảnh giới nó tốt à. Như nhà quý vị mà nếu như thiện ở trong đó nhiều thì nhà quý vị người ta đến người ta sẽ an tâm. Mà cái nhà kế bên mà người bất thiện thì cái nhà kế bên nó là mình đến mình thấy nặng nề. Tại vì cái quốc độ này nó theo cái nhân duyên mà phát cảnh, chứ không phải như cái quốc độ của cực lạc là do từ tâm bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà mà sanh ra cái duyên cảnh ở cái thế giới cực lạc. Nên cực lạc gọi là một quốc độ bình đẳng, toàn là thiện. Còn cái quốc độ chúng ta cũng bình đẳng. Bình đẳng cái gì? Bạn thiện thì chỗ bạn là thiện, bạn ác chỗ bạn là ác, là bình đẳng. Bình đẳng với cái tâm bạn nghĩ cái gì ra cái nấy. Nên mới gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, nếu như mình hiểu được nguyên lý này thì mình sẽ phát thiện tâm liền, chắc chắn luôn. Vì ai cũng muốn cái cảnh giới của mình sống là tuyệt vời và đặc biệt. Ví dụ như bây giờ gia đình mình chỉ có hai vợ chồng, một đứa con, hoặc là không có đứa con nào luôn. Nhưng mà cái gia đình của mình bước vào là mình thấy mình thích thú gia đình mình. Mình đi đâu mình cũng muốn về cái nhà của mình thích ở cái nhà của mình, cái phòng của mình thấy thích thú. Ở đâu mình thấy cũng không bằng. Tại vì sao? Vì cái cảm giác mình tạo ra một cái hoàn cảnh bình yên chỗ đó. Tự nhiên bước vô nhà cái mình lại nghe câu Phật hiệu. Mình bước vô nhà cái là thấy tất cả những người trong nhà mình là những con người nó hỗ trợ giúp nhau, thương nhau và tha thứ cho nhau. Đem cái tình cảm con người đến với con người, nó không có một cái sự mà suy nghĩ về thủ đoạn hơn thua đấu đá. Thì tự nhiên cái cảm giác mình ở đó mình cảm thấy nó thích thú và bình an. Còn dù quý vị đi đến một cái nơi đẹp vô cùng mà đa phần con người đều là tranh giành đoạt lợi, hơn thua đấu đá, thì cái nơi như vậy mà mình ở thì mình vẫn thấy nó bất an. Dù nó đẹp, mình nhìn thấy nó đẹp nhưng mình vẫn lo âu. Vì trong cái đẹp nó có nhiều cái mà hung bạo ác nằm bên trong nhiều quá. Còn một hoàn cảnh mà nó không đẹp, nó không trang hoàng, nhưng mà lòng người trong đó nó lại thương yêu nhau và giúp nhau. Dù một cái bánh cũng chia cho nhau ăn, một miếng cục kẹo cũng chia cho nhau, thí dụ cục muối cũng chia luôn. Đã chia là chia hết. Từ nơi đó thì quý vị cảm giác nó có một gì tình người, nó giao cảm. Mà tình người nó giao cảm nó giúp cho mình an tâm, và nó giúp cho mình tích tụ một cái nguồn năng lượng cao độ. Thí dụ như quý vị về đây vị ở, tự nhiên mình cảm thấy nó bình an. Nó có một hoàn cảnh giúp cho mình rất là bình an. Nó không có nhìn những cái điều mà gọi là hơn thua đấu đá, nó như ngoài thế gian. Nhưng mà ở cái cõi này nếu nói về nó hoàn toàn viên mãn đó, thì nó không có. Không có. Tại vì cái quốc độ ta bà này nó nhiều cái thứ trược ác nó nằm ở trong đây quá. Ở nơi nào nó cũng có cái len lỏi cái trược ác nằm vào. Nên nói là ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết. Vì ở đâu nó cũng có cái khổ. Nhưng mà cái hoàn cảnh này là hướng giải thoát nhiều quá, nên cái khổ của cậu ở cái hoàn cảnh này nó ít đi. Nhưng mà nó vẫn có những người, người ta không hiểu đạo. Bao nhiêu người ta vô đây, người ta nghe Pháp, người ta tu, còn họ vô đây để chờ cơ hội lấy của người khác. Quý vị nhớ nha,
Khi phước báo gì mà nó không đủ rồi đó, vì không xài được, bởi vì đã bị tóm cổ 100% luôn. Lúc trước nó có một nhóm mười mấy thằng nhỏ 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 không, nguyên một cái thời gian nó lấy tiền của người ta quá trời luôn, xài chưa được cái chân công an bắt sạch hết luôn, bắt hết. Không đơn giản đâu. Nhưng mà cái người trong mạng họ đã có phước rồi, quý vị có lấy của họ cỡ nào thì cũng vẫn có, nó vẫn có 100% luôn. Nếu như người nào ở trong đây mà quý vị đã nghe những đức nói chuyện mà quý vị mở cái tâm quý vị ra, quý vị thật lòng nhiệt tình, không có cầu giàu sang gì nhiều, nhưng có của cải vật chất, dám tu phước tu duyên mạnh tay vô cùng, nhiệt tình, chỉ nghĩ rằng gia đình chỉ có cơm ăn áo bặn, sống chung chung thôi, quý vị coi trong một năm chờ đó gia đạo quý vị cũng không bị xuống. Nó ngộ lắm. Lúc xưa mình chưa tu, mình chạy đôn chạy đáo, mình đi tìm cái cơ hội. Nhưng mà khi mình tu phước tu duyên rồi, cơ hội nó đến tìm mình á. Cơ hội nó đến, nó tìm mình, đến lúc ngày giờ nhân duyên chín mùi, nó đưa đến cho quý vị, nó đưa cơ hội đến cho quý vị, lạ như vậy. Còn khi mà trong mạng không có phước, quý vị có đi tìm cơ hội cỡ nào đi chăng nữa, thấy giống như trước mặt mình là cơ hội tốt vậy mà mình vẫn không có, không có, không có cầm được, không có dùng được. Còn trong mạng mà có phước rồi, nó đưa đến tới chỗ quý vị luôn. Quý vị không nhận luôn thì cơ hội khác nó đưa đến lớn hơn, không nhận luôn thì cơ hội khác nó đưa đến lớn hơn, nó cứ tăng 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 lên, càng không muốn nhận thì nó càng nhiều 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 thêm, vì cái phước nó dày quá. Giống như bây giờ một ly nước mà nước nó tràn ra rồi, thì bây giờ quý vị có uống nó, nước nó cũng uống hoài nó cũng hết, mà uống một miếng mà người ta châm vô nữa thì nước nó cứ đầy hoài, mà bây giờ quý vị không muốn dùng nữa mà nó cứ đổ vô hoài thì nước nó tràn ra. Còn nếu như bây giờ trong ly nó không có một miếng nước nào chứ, bây giờ quý vị muốn uống không có nước, vì đi tìm cỡ nào nó cũng không có nước, vì trong cái ly đó là trong cái mạng mình nó đã không có rồi. Bây giờ quý vị có đi tìm cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn không có là không có. Chỉ có cách là chúng ta phải tìm cách nào để châm vào, là phải tu phước duyên nó châm vào, thì châm vào thì mới có nước uống. Còn cái này người ta cứ tạo phước duyên là nước nó cứ châm hoài, thì làm sao mà trong cái ly nước người ta thiếu nước. Ý nói là trong cái mạng nó đã quá nhiều phước, thì dù cỡ nào thì nó cũng thịnh vượng. Nên những đức mới nói rằng là niệm Phật là nguồn gốc để gia đạo thịnh vượng. Rất là rõ ràng. Nên cái lý luận từ ngay cái chỗ mà lúc chúng ta mới xuống đây, quý vị ngày xưa những đức mới xuống đây, quý vị cũng đi đến đây biết mà. Còn cái phòng đăng ký bên kia, nhà vọt vẹt bên nhá, còn nguyên một cái khu bên mấy cô ở bên đó, thì nguyên một cái vùng cỏ rác trời đúng không? Đó. Vậy mà bây giờ có nhiều người ta đi đến đây cũng là ngôi chùa này, mà bây giờ người ta nói cái hoàn cảnh ở đây giống như lột xác vậy, người ta không nhìn ra nổi luôn quý vị à. Rõ ràng cái nơi nào niệm Phật phải, rõ ràng cái nơi đó thịnh vượng chưa. Nó có mấy sư cô ngoài miền ngoài lúc cách nay 4-5 năm về trước đi vô đây lấy phương pháp tu về, vậy mà trong vòng một năm mấy thôi xây chùa chiền, xây chùa chiền rồi lâu lâu sư cô gỡ tiền vô cúng dường. Đây là rõ ràng luôn. Thì cái nơi nào mà niệm Phật là nơi đó hoàn cảnh nó thay đổi. Mà nhất là một ngôi chùa mà hướng người ta niệm Phật, thôi cái phước này lớn đừng có nói nữa, phước này quá lớn, lớn dữ lắm. Nên con cháu mình còn nhỏ nhỏ mà nó biết niệm Phật rồi thôi, cái phước nó rất là lớn. Một con người mà tổn phước báo lớn nhất là con người mà ý niệm ác. Ý niệm á, bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị hỏi vì sao niệm Phật mà phước lớn dữ vậy thầy? Vì ý niệm. Ý niệm Phật là chữ giác ngộ. Mà chữ giác ngộ thì nó không muốn chiếm hữu của người khác, nó không muốn tổn hại người khác. Nên từ nơi đó mà cái nghiệp của vô lượng kiếp nó tiêu thì phước báo nó tăng lên, không nói gì chứ. Có những con người đời này quý vị thấy người ta niệm Phật mà tại sao người ta cũng bị bệnh. Quý vị biết rằng bây giờ người thân mình cũng niệm Phật, còn nhỏ đã ăn chay niệm Phật rồi, nghe pháp rồi, mà vì sao nó bệnh hoạn này kia. Quý vị biết rằng cái bệnh của nó ở trong cái cuộc đời này, cái đau bệnh đó, cái khổ của nó nhỏ như hạt mè vậy đó. Nhưng quý vị biết cái đứa này này nếu nó không biết tu, nó không biết niệm Phật thì cái khổ của nó biết ở đâu không? Ở tam độ ác đạo, chứ không phải là cái khổ ở đây đâu. Cái khổ là trong tam độ ác đạo. Mà cái khổ của tam độ ác đạo thì nó lớn tặng hư không khắp pháp giới. Còn cái khổ ở đây thì nó nhỏ như hạt mè vậy đó. Vì đem một cái hạt mè mà bị để lên bàn căng căng với tặng hư không khắp pháp giới, vì nghĩ nó làm sao à? Vậy thì cái người tu đạo của chúng ta mà khi bệnh đau, mà đau khổ cái này kia được, thì quý vị nghĩ quý vị có vui chả không? Vui chứ.
vui trả để cho giải quyết xong cái vấn đề trong mấy chục năm đi đến thế gian này để đi về thế giới cực lạc. Nên cái chỗ này là chỗ đặc biệt mà tầng nào cũng nên nghe, đúng không? Mấy vị thấy có thừa không? Không có thừa. Không có thừa. Có nghe hoài cũng thích nữa. Tại vì cái cảm giác này nè, cái cảm giác mà gọi là chúng ta, mà gọi là người cho kẻ nhận, nó thích. Hiểu chưa? Nó còn nếu cho ra mà miệng cưỡng nhận thì nó không có cảm giác thích thú gì chứ, đúng không quý vị? Nó, còn cái này là thật sự mình có tình cảm nha. Nên từ nơi đó mà tự nhiên á, nói chuyện ra thì tự nhiên có người thích thú nghe. Thì cái người nói cũng thích mà người nghe cũng thích. Gọi là giao cảm với nhau đó. Gọi là cảm ứng đó quý vị. Đây cảm thì kia ứng. Hiểu chưa? Nó, cái chữ cảm ứng là nó đối lập và lại nhau quý vị. Ở đây cảm kia ứng, còn kia ứng thì đây cảm. Nên như Đức thấy như Đức bị sốt hoài. Nên quý vị biết rằng cái niềm vui quý vị thấy nó rất là tự nhiên luôn quý vị, có nhận không? Cái tư tưởng của Phật Pháp nó giúp cho mình có một niềm vui đặc biệt. Mà cái hoàn cảnh này do hiện tại con người đây nó đang phát cái thiện tâm. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói rằng là một cái chắp tay tương lai bạn làm Phật. Vậy thì bây giờ bạn ngồi đây bạn nghe tịnh độ, bạn nghe gì pháp tịnh độ, một cái pháp thù thắng. Pháp thù thắng nhất rồi đó. Bây giờ bạn đi đến đây dù chỉ một lần, nghe qua một lần thì bạn cũng gieo cái duyên đắc độ về sau làm Phật chắc chắn luôn. Từ nơi đó mà bây giờ nhiều con người đang ngồi ở đây gì, nó kết thành một cái đại thiện của đông người phát lên. Mà quý vị biết nghe, đông người mà phát đại thiện gì á, mà một cái tâm bất thiện mà ngồi ở trong đây á, có cái tâm trộm cắp của người ta là nó kinh lắm á. Tại vì quý vị cứ nghĩ đi, một cái đại thiện, một cái mảng đại thiện nó cực kỳ lớn, nhưng một cái mảng bất thiện quý vị quá nhỏ, mà quý vị đi làm tổn hại đụng tới cái đại thiện này thì quý vị coi cái phước báo quý vị còn tồn tại không. Đúng ra đó là tuy nghèo nhưng còn có thể hưởng phước được một thời gian và thọ mạng còn kéo dài. Nhưng mà đi vô đây mà trộm cắp của người ta là nó tổn sạch phước cực kỳ mau và nó sẽ chết cực kỳ sớm. Đây là 100% luôn, vì nó dám tổn với cái người vàng đức hạnh. Quý vị biết rằng quý vị hại một con người thiếu đức thì tội nó nhẹ, mà quý vị hại một con người có đức thì tội cực kỳ lớn. Nhưng quý vị đụng với đại đức thì quý vị có cơ hội sống không? Sống không nổi đâu quý vị à. Sống không nổi đâu. Thời gian của nó rút thời gian cực kỳ nhanh luôn. Rút lại nhanh dữ lắm. Đừng có nói chuyện đùa nghe. Nên đi vô đây mà thoải mái để ý điện thoại người ta đồ, hoặc để ý túi người ta đồ là kẹt lắm á. Tại vì tâm nhiều con ngữ đây người ta tu quá, nói vậy để mà nghe được á. Rồi đó, buông xuống cái tâm đó đi, rồi ngồi nghe pháp niệm Phật xong đi về đi. Đã nhắc rồi mà không chịu nghe là kẹt lắm á, không có giỡn đâu. Người ta vẫn là phát triển à, có gì đâu. Nên á, những đức thấy mấy đứa nhỏ nó ăn cắp, những đức nói một câu: thôi con ơi, bỏ nghề này đi, cái nghề này nó không có tồn tại. Dù 10 lần mình lấy được nhưng một lần bị bắt rồi là phiền lắm con à. Và mình nuôi con cái mình mà mình hành cái nghề trộm cắp thì cái chuyện con cái mình vẫn xấu mày xấu mặt. Dù mình đi ăn trộm cắp của người ta mình run bẩy bẩy, cái tâm vì gia đình, nhưng mà cái việc làm đó của mình con cái mình xấu hổ lắm. Không có người con nào mà chấp nhận cha mẹ mình đi ăn trộm cắp, thật sự mà nói. Nhưng mà người làm con nên thông cảm, vì cha mẹ quá thương mình rồi, thêm một cái nữa là không nghe đạo. Nhưng cái việc làm quý vị để nuôi con nuôi gia đình thì cái việc làm này là cái việc làm cái gia đình suy thoái. Nó không phát lên nổi mà nó chìm luôn cái gia đạo của mình. Mất gốc luôn quý vị. Nghèo chưa đáng sợ, bệnh chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là không tiếp nhận giáo dục. Con người mà tiếp nhận giáo dục dù nghèo xấu cỡ nào, con người cũng có cơ hội để phát lên.
Có khi đời mình qua đi còn nghĩ đời kế tiếp. Con người mình vậy thì có phúc đức. Còn nếu như mà bây giờ mình không nghĩ đời kế tiếp gì hết trơn thì ngờ mình tiêu rồi. Đó, nên quý vị nghe đạo quan trọng dữ lắm. Rất là quan trọng. Thì bây giờ một ngôi chùa mà giờ không có ai đến mà nó giống như nó nằm ở trong khu công nghiệp gì luôn. Mà niệm Phật mà nó còn phát quang. Bây giờ tính từ ngôi chùa vậy tính ra ngôi nhà. Nếu như ngôi nhà này hai vợ chồng niệm Phật, hai vợ chồng ăn chay, phóng sanh, vì coi phải cái gia đạo này thịnh vượng không? Mà cái gia đạo như vậy đó thì tức khắc có bạn đạo đến chơi. Cái gia đạo mà như vậy là bạn đạo đến chơi. Mà bạn đạo đến nhà mình chơi, mà đã là bạn đạo rồi thì không tính toán gì tiền bạc. Nó lạ thay mình mà có cái khó khăn gì là nó giúp liền vậy thôi. À, hoặc là họ tạo cơ hội cho mình dữ lắm. Đó là phúc báo gặp bạn lành đó quý vị. Tại vì cái tâm của người tu á, người ta thích chia sẻ. Người ta đầy đủ mình thiếu thốn, người ta chia sẻ cho mình. Tại vì người ta hiểu được cái nguyên lý tạo phước duyên. Nên cái gia đạo mình thiện tâm, chân thật, có tu hành thì tự nhiên có khi có lúc rảnh rủ bạn bè đến nhà mình tu mình thờ. Thấy cái gia đạo mình nó có một cái niềm vui niệm Phật, cái niềm vui nghe Pháp. Rồi cái đầu mình nấu buổi cơm gì mình đãi bạn bè. Thí dụ như Tết nhất mình đi đến đây được thì quá tuyệt. Người ở xa không đi đến đây được. Bạn đạo biết tu với nhau. Chiều nay mời các bạn đến nhà chúng ta tu một thờ, đãi các bạn ăn lẩu. Tối lại nhà bạn, bạn đãi tôi ăn này kia, tu một thờ nhà bạn. Tự nhiên anh em chị em gặp nhau, Tết nhất gặp nhau, ăn uống đồ, cụng ly đồ ai với Đà Phật kịch liệt luôn. Còn vui vui một chút thì mua người lon bia Hàn Quốc luôn. Phải có một lon một mà không có sao. Tết nhất mà ngừng lon thôi. Tự nhiên uống ngừng lon nói chuyện đồ thấy vui vô cùng. Chị em với nhau lon một à. Còn nếu không hai vợ chồng ở nhà, hai vợ chồng ở nhà, hai vợ chồng Tết nhất mà mua hai lon bia, vợ chồng cũng ly chơi. Không, nó có cái niềm vui lạ lắm. Cái này là nói không phải là mà nói đùa đâu quý vị. Bây giờ thí dụ như người đàn ông này đi nhậu với bạn cũng vậy à. Sao mình không nhậu với vợ mình á? Mình với vợ mình, vợ mình nó gót bia cho mình lon một thôi. Mình uống xong lon mình còn nói chuyện nhau, đồ vợ chồng nói chuyện đồ vui, đúng không? Còn có khi mà lon đó nó ra mà mình nó nói chuyện quá trời. Lon đó đưa ra nói chuyện quá trời luôn. Có khi có những lúc mình không dám nói thẳng với chồng với vợ mình câu hay câu. Như vậy nó mà vô một lon đó dám nói. Bây giờ hôm nay hai vợ chồng ngồi với nhau gì nghe Tết nhất. Bây giờ tôi thấy có những việc vợ chồng nói chuyện nhau vui vẻ. Cỡ mở, coi chừng cỡ mở chú quýnh lộn. Hiểu không? Nên từ nơi đó, quý vị mà biết cái cách vui trong cái cuộc đời này á, vui nó rất là nhẹ. Mà có cái đạo tu hành nằm bên trong luôn. Quý vị biết rằng á, cái người tu của mình á, nó đâu phải là nó không biết hưởng thụ đâu. Cái người tu mình, cái sự hưởng thụ của người ta còn nó còn cao hơn cái người không tu. Những đức nhớ ngày xưa, những đức không tu, những đức hưởng thụ nó mù quáng. Nhậu đến mức lết bắt rồi hưởng thụ cái gì? Bây giờ những đức nói vì nghe chiếc xe chạy dù dù ngon hơn là chiếc xe lết bánh không? Con người nó tỉnh vẫn ngon hơn là con người say mềm ói ọc ọc. Từ nơi đó bây giờ quý vị coi cái người tu của mình, nếu như biết hưởng thụ, chúng ta ngồi chúng ta chơi, chúng ta uống một ly nước ngọt hay là cái một ly bia nhỏ nhỏ đi, nhưng mà mình chơi nó rất là vui, nó rất là tỉnh táo, nó không có một cái gì gọi là say sưa mềm hết chứ không có. Ý coi biết hưởng thụ không? Rồi người ta lại ngồi người ta nói chuyện những cái đạo đức. Người ta lại, tại vì ai cũng tỉnh nên ai cũng rất là vui. Nó nói ra ai cũng vui cười. Rồi múc đồ ăn, ăn rất là ngon. Còn ngày xưa thì nhậu xỉn vô ăn gì ngon nữa. Nên thật sự mà nói cái người ở thế gian cho rằng mình biết hưởng thụ, nhưng thật sự họ không biết hưởng thụ đâu quý vị à. Nhưng Đức nói làm sao mà họ có được cái niềm vui như trong chùa mình mà ăn Tết một tháng. Người ta ngoài đời ta ăn Tết có một hai ngày đó là mất tiêu rồi. Còn chùa mình ăn Tết một tháng giêng, nguyên một tháng giêng luôn, người ta đến ào ào vậy đó, một tháng giêng luôn đó quý vị.
Giỡn đâu. Nguyên một tháng viên đó, mua chiều nào muốn sinh hoạt chơi rồi lôi đại chúng ra sinh hoạt. Quý vị thấy nó quý vị thấy nó sảng khoái chưa? Còn làm gì quý vị ở nhà mà được gì? Không có giờ mà được. Những đức nói thiệt, nên những đức nói chùa mình là đại phước. Ở trong chùa mình là đại phước báo. Bánh trái, đồ ăn, đồ uống quý vị coi. Người ta đem đến nó, rồi bắt đầu là mình chia lại cho người ta ăn. Thấy rõ ràng không? Đó, nó có nghĩa là nó cộng duyên, cộng phước để mà cùng hưởng. Rất là thấy bình an luôn vậy đó. Đó. Nên á, những người nào mà mình muốn cúng dường bánh kẹo đó cứ gặp cô Bạch nha. Tại vì sao? Vì chuẩn bị đi mua bánh rồi thì mới biết được cái số lượng sao để nắm mà mua. Chứ người ta đã chuẩn bị mua là người ta tính hết trơn rồi. Mình có cúng không cúng gì người ta cũng phải mua thôi. Những đức nói thiệt chứ, trong ngôi Tam Bảo quý vị, những đức cũng có nặng cái chuyện có tiền mà đi giấu đâu. Những đức xài tới bờ tới bến luôn chứ giấu. Tại vì sao? Những đức hiểu rồi. Nên khi mà những đức chơi với cái người trong chùa, tại sao mà gần với ai những đức cũng chơi bền. Những đức có tính tiền đâu mà chơi bền. Nói thiệt quý vị biết, những đức đi đến với hòa thượng mình, những đức có tính toán gì đâu. Có bao giờ mà những đức nghĩ rằng bây giờ hòa thượng chưa giao cái gì cho mình phải giữ gìn, cắt giữ một số để sau này lỡ không có gì nó cũng có cái riêng của mình. Không có đâu quý vị, không cần thiết. Những đức nói thiệt, đây là rõ ràng 100% nên chơi với người ta bền đó. Còn có những người tu chứ chơi với người ta đâu có bền đâu. Chơi toàn là tính toán so đo so bền, ai cũng tính chứ. Đa phần người nào cũng tính. Chỉ cần lọt người không tính vô thì người ta phải chơi với quý vị. 100% luôn, bây giờ 10 người tính, chỉ cần lọt một người không tính vô là 9 người phái quý vị. Vì không cần tính, nhưng mà hiểu mới không tính. Phước nó bỏ vô mạng mà tính chỉ cho nó mệt thêm. Quý vị không trả tôi trả chứ. Không có tiền thì thôi tôi vô cùng tự tại. Nên những đức ví dụ như đối với chùa chiền hòa thượng này kia, những đức nói coi con trả được, con trả cho. Được để con hòa thượng, con trả cho không sao đâu. Nó hết tiền hết rồi hòa thượng. Thấy không? Vô cùng là tự tại. Rồi chơi với bạn bè, mình là người tu chơi với bạn bè thì sao? Được rồi, để em trả cho, để chị trả cho, không sao đâu. Mình mà chơi vậy gì dưới ai mình chơi không được. Mình tin trả cái gì mà trả. Mỗi người đều có cái phước. Mình trả nhưng phước họ phải lấy ra. Ôi ơi, hiểu cái nguyên lý này rồi còn tính toán gì cho nó mệt tim. Nhưng mà chơi với bạn bè mà cái hình thức thế gian á, giống như là thiệt thòi, nhưng nó không có thiệt thòi. Nó lấy lại là cái tình cảm của người dành cho mình kinh khủng lắm. Nó cái này mới là cái chắc chắn. Còn quý vị nói, ồ trời sao mà em khờ với em, sao em thiệt thòi dữ vậy? Đi chơi chung nó có tiền nó không trả, bắt em trả không? Ok, sao đó gì đâu. Chị em nhau mà cái gì đâu mà tính toán. Mình hiểu rồi, mình trả hết luôn đi chăng nữa thì cái phước trong mạng mình vẫn tăng lên, cái phước ở trong mạng họ vẫn hụt xuống. Thí dụ như bây giờ quý vị đi thuê xe, bị cho người ta đi, bị trả tiền hết đi, quý vị có thiệt thòi gì đâu. Họ đi đến chùa, họ không tu, quý vị cũng có phước nữa. Tại vì sao biết không? Tại vì quý vị dẫn họ đi đến chùa, dù cỡ nào họ đi ngang Phật, họ cũng cúi đầu một cái. Mà trong kinh nói rằng một cái chắp tay nhất định sẽ làm Phật. Thì quý vị coi, quý vị dẫn nó đi đến chùa, quý vị trả tiền cho tiền xe cho người ta. Có những người ta chưa hiểu, người ta không bao giờ bỏ tiền ra. Nhưng mà thí dụ như người ta hiểu, ai dạy gì làm điều đó. Tại vì họ trả tiền cho mình thì trong mạng mình cũng bỏ tiền ra. Nếu trong mạng mình nó không có cái tiền đó, làm sao người ta trả cho mình được. Trong mạng mình mà không có tiền đó thì người ta muốn trả cho mình, mình vừa lên xe mình té cái rầm, chặt cái chân đi xuống. Đừng nói chuyện dẫn chơi hả trời. Trời ơi, phải định luật nhân quả nó sâu sắc còn hơn cái gì nữa. Nó sạch hết trơn luôn, đừng có nói chuyện giỡn. Quý vị mà cởi mở toàn bộ những cái này ra thì học Phật quý vị sẽ thông tình đạt lý liền, không nói vòng vo chứ. Tại sao có những người học Phật thì rất rộng rãi mà có những người học Phật rất keo kiệt? Có không? Có người học Phật rất nhiều chục năm mà rất là keo kiệt. Tại vì sao? Vì họ làm họ khổ. Quý vị coi mười mấy năm nay những đức học Phật á, những đức sống rất là thoải mái luôn. Ngày xưa mà đời cũng thoải mái, nó không có con cắt nữa, xài hết trơn. Mà vô chùa cũng chơi thoải mái luôn mà để xài cho người ta. Ngày xưa là những đức xài cho cá nhân, những đức nhiều lắm nha. Nhưng mà đi vô chùa bây giờ những đức phái xài cho người khác. Nó nên ví dụ những đức nói rằng
Thí dụ như Tết nhất gì có những người người ta cũng mua bánh kẹo rồi cho các cụ. Ý nói là mua cái gì thì gặp cô Bạch nói cho rõ ràng. Thí dụ như mua gì nè. Thí dụ như hạt dưa mình mua 10 bao. 10 bao nhỏ nhỏ. Cái gì mình mua một loại thôi, đừng có mua nhiều loại làm chi. Tại vì chùa mình đông người dữ lắm, nhiều loại mà chút thì nó không đi vào đâu đâu. Cứ mua đúng một loại thôi. Hột dưa, rồi thí dụ như mứt mềm mềm thì mình mua một loại mứt, hột dưa thì mua một loại hột dưa. Cái gì mua một loại thôi, để những cái kia là hoàn toàn mình phải mua cho đủ. Còn mình mua được một loại cho đủ, còn mua tất cả những loại kia, cái nào thiếu thì mua luôn một loại cho nó tiện. Chứ khỏi đi tìm cái chút đi mua. Chùa mà đi cái dòng ở ngoài chợ thành phố để đi mua, mà mua chút đó đi lựa cực dữ lắm. Thà mua một cái gì mua một phát một cho nó đủ luôn. Ý là như vậy á. Đó, thật sự mà nói, thí dụ như quý vị, thí dụ như mình không có tiền mình đủ mình mua, mình bỏ thùng Tam Bảo đại cái gì đó. Hiểu không? Chỉ nha. Hiểu không? Thật sự mà nói thì chắc chắn bánh trái là người ta phải ăn thôi. Không, người này ăn người kia cũng ăn, mà chùa mình nhiều người ăn lắm. Từ nơi đó vị cúng đây là chắc chắn luôn, không có bao giờ mà để riêng cho ai ăn hoặc đem về nhà vậy chứ. Ăn chung với nhau chứ, vui. Đó, nên từ nơi đó đó, mình gặp được một nơi có phước thì mình cũng có cơ hội tu phước. Thí dụ như bây giờ quý vị muốn múc nước ở một cái nơi hầm hố đó, thì phải đòi hỏi hầm hố đó có nước. Còn nếu quý vị đi đến đó múc nước mà cái hầm hố đó nó còn không có nước thì lấy gì múc? Nên mình chơi với người có phước mình cũng có ké nữa. Hiểu chưa? Nên tại sao mà đi tu lựa ngôi chùa có phước? Không phải lựa mà do cái tâm mình có phước, nó chiêu cảm cái phước. Chứ bây giờ quý vị nói rằng chùa này không có phước gì chứ, mà sao Phật tử lại đi cúng, đi tu mà cũng đi tìm chùa, nó tầm vậy sao? Cảnh giới của Phật nhiều quá, tại sao người ta chọn cực lạc Tây Phương? Hiểu chưa? Sao người ta chọn Tây Phương cực lạc thì? Vì Tây Phương cực lạc là những cái điều kiện mà Phật A Di Đà đưa lên tốt quá. Con người chúng ta không lẽ không biết cái nhận thức để chúng ta chọn một cái quốc độ tốt đến sao? Chúng ta ở thế gian này đi học mà chúng ta còn nghĩ tương lai chúng ta đi đến một cái quốc gia nào nó đặc biệt một chút để mà định cư. Hiểu chưa? Thì từ đó thì cái chuyện mà chúng ta mà nói là người tu còn thông minh hơn nhiều, chúng ta phải chọn một quốc độ đặc biệt. Bà Vi Đề Hy trong cái thời Đức Phật còn tại thế, bà đã chọn Tây Phương cực lạc là đại diện cho chúng ta rồi còn gì. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng phải chọn Tây Phương cực lạc. Vậy thì khi đi tu chúng ta cũng chọn ngôi chùa chuyên tu, ngôi chùa ông thầy vui vẻ, ông thầy rộng rãi, có phước. Để làm chi? Để mình học giống ổng. Chứ bây giờ mình đến cái ngôi chùa mà ông thầy ông keo kiệt, ông nặng nề, ông cứ kêu gọi hoài vậy đó. Ông gặp mình là ông làm mình nặng nề không? Mình đi đến đó mình nặng theo làm sao? Trong lòng mình miễn cưỡng mình nói rằng thôi chùa này nghèo quá, là đây để cúng. Nhưng mà mình lỡ đó tâm mình có chừng bị nghèo luôn á. Mình lỡ đó giết cái tâm mình bị nghèo. Tại vì mình cúng hoài mình giết không thấy không có được cái gì. Rồi mình gần gũi ổng thì mình thấy tâm trạng của ông có đạo, không có tu. Rồi giết rồi mình bị tổn luôn, mình nghèo theo. Chứ đừng nói chuyện đùa, nói đây mấy cái người mà chùa mà người ta thiếu thốn chắc người ta dược nhân đức quá. Nhưng nói cho quý vị nghe, để nếu như quý vị có nhận thức được thì quý vị phải tạo ra một cái hoàn cảnh của mình mà lợi ích cho người ta. Bây giờ cái hoàn cảnh quý vị không tạo lợi ích cho người ta chứ làm sao có phước. Quý vị coi trời ơi, nói mà dưới Quan Âm không 4 ngày, 5 ngày mà người ta làm đó quý vị coi, đâu có đơn giản đâu. Người ta bỏ bao nhiêu cái công sức chắc xám ra, người ta giải quyết vấn đề, người ta lo từng cơm nước, đồ ăn, chỗ ngủ, bao nhiêu ban bệ người ta lo, nên Phật tử người ta mới ào ào về, người ta hộ trì cái ngôi Tam Bảo đó. Còn bây giờ mình xây lên một ngôi chùa mà chùa mình vắng tanh như chùa Bà Đanh, không ai lỡ. Mình cứ đấu thừa tại sao không lỡ chùa tôi, lỡ chùa ông được cái gì mà lỡ. Tôi hỏi một câu, lỡ chùa ông được cái gì? Cái phương pháp của ông tôi có tu theo được không mà tôi lỡ. Rồi tôi lỡ tôi gặp ông là tôi thấy nặng nề, tôi lỡ làm gì? Nó thật lòng á. Ông tu làm sao mà tôi thấy ông mà tôi nhẹ nhàng là tôi còn lỡ chùa. Như cũng như bây giờ cái người ngoài đời mà chủ gia mà vui vẻ hoan hỷ, mình lỡ nhà mình thích. Còn mình lỡ cái gia đình đó mà chủ nhà cái mặt ngồi vậy nè.
Mình vừa đến hỏi mình đến làm gì ạ? Chơi một chút thôi chứ trưa nay không có cơm đâu ăn nghe. Quý vị có bị đến một lần mới mốt bị đến không? Không bao giờ đến nữa. Còn bây giờ người ta đi đến đây ào ào rủ người ta ở lại ăn cơm, rủ người ta ở lại đi vui. Cái tâm trạng người ta vậy thì tâm nào cảnh nấy chứ làm sao? Đó. Nên bữa nay á, chúng ta cộng tu rồi. Bữa 23 là thứ bảy á, quý vị sắp xếp được á. 23 đương táo chờ đúng không? Đúng không? Đương táo chờ. Rủ tất cả mấy ông táo nhà về lại đây. Ta thắp nén nhang táo nhà mình á. Nói con thường đi đến chùa Hộ Pháp con tu niệm Phật. Thôi con bữa nay đưa ông táo đi chờ ở chùa Hộ Pháp đổ bánh xèo. Nghe không? Nên con với ông táo đi đến đó ăn bánh xèo xong rồi mình con tiễn ông táo đi luôn. Mà ở cái nơi Hộ Pháp tiễn ông táo đi nhanh lắm. Tại vì cái quay lực tu đó mạnh quá nên cái năng lực từ trường cao. Nên ông táo chỉ cần phát một cái là bay gì chờ mau cấp kỳ. Còn nhà của mình có một hai người tu mà ông táo ơi, nên cái năng lực từ trường nhà mình không có mạnh bằng chùa Hộ Pháp đâu. Với một nữa, nhà bếp nhỏ, khói bụi nó nhiều. Thí dụ như từ nơi đó mà có khi mà ông táo bị dính bụi là nó bay không nổi. Hiểu chưa? Không nói có tình có lý, tại vì trong lục đạo luân hồi nó là một nguyên lý quý vị. Hiểu chưa? Nó là một nguyên lý mà. Thí dụ như bây giờ cái nơi mà sân bay thì nó phải rộng chứ. Bây giờ cái nơi này mà cái sân rộng gì thì bay khỏe thôi. Quý vị đây thả diều còn được mà. Hiểu không? Thì ông táo mà đi đến đây bay là khỏe re. Mình tạo điều kiện cho tất cả chúng sanh trong lục đạo tiện lợi. Thì thằng đi chăng nữa cũng trong lục đạo luân hồi thôi. Bây giờ cái nơi tu hành thì thằng linh cũng phải lại đây à. Hiểu chưa? Nên cụ quyền thất tổ ông bà đều đi đến đây hết trơn. Mình đi tu thì họ đi theo chứ sao? Từng nào mình đi tu gì mình cũng vui vẻ chứ. Thì trong gia đình mình mà hương linh chưa siêu, ông bà cũng quyền chưa siêu, thấy mình từng nào cũng đi như vậy, nó để bữa nay từng này đi với mấy nhỏ này coi sao, thấy nó từng nào nó cũng đi đâu mà nó về nó vui quá trời vui. Rồi vị bắt pháp để bàn thờ á, thì người chưa siêu người ta nghe, nghe xong rồi người ta thấy ông thầy này giảng vui, để lại coi mặt ổng. Thì Iran quý vị mà muốn nhìn mặt những đức vậy đó, Iran không khác đâu. Đó. Có mà có những hương linh người ta ở nhà người ta nghe pháp đó, vậy mà người ta đi đến đây mà người ta nhập vô cái người thân trong nhà đó, đó. Vậy mà người ta nói người ta nhà mỗi ngày nghe, cái này là rõ ràng 100% mà quý vị. Thì từ nơi đó mà trong nhà bắt pháp bắt niệm Phật thì người ta nghe đó. Ông này niệm hoài người ta cũng biết mặt. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe ca sĩ hát mà không biết mặt, quý vị gặp mặt quý vị mừng lắm chứ giỡn đâu, hiểu không? Không chi là một người nói chuyện mà cho quý vị cởi mở tâm tư, vì nhìn mặt người ta bị mừng lắm, dù xấu nhưng mà người gắn thích à. À xấu mà vẫn thích, vì cảm ơn qua lời nói á, giúp cho mình được bình an, nên cái ơn nghĩa đó lớn hay lắm. Đối với người khác không có duyên thì cho là xấu, nhưng đối với mình mà có duyên là thương dữ lắm. Không có giỡn đâu à, nó có duyên là nó thương à. Đó, cái này là 100% luôn. Đã là có duyên quý vị nhìn sao cũng có duyên chứ, vì nhìn góc độ nào cũng có duyên. Nó đã là vô duyên rồi, nó quý vị nhìn góc độ nào cũng thấy nó vô duyên. Cái này là 100% luôn đó. Bây giờ quý vị đang thích những đức đó, quý vị sẽ thấy sao gì, quý vị cũng thấy thích và tha thứ. Nhưng mà quý vị đã không thích rồi thì nó sẽ hoàn toàn thấy nó không thích. Nên cái duyên mà chúng ta đến với nhau trong cái cuộc đời này mà gì là nó hạnh phúc quá rồi. Nó rất là hạnh phúc, nó có chỗ đi về quý vị. Trước nhất là ở cõi này là chúng ta có chỗ đến thấy vui nè. Quý vị thấy từng nào quý vị đến đây thấy cũng vui thấy chưa? Cười quá trời luôn, có đem cái áp lực gì cho mình đâu. Không có áp lực gì chứ á. Tất cả hà Phật tử đi về đây quý vị đừng có một cái áp lực gì chứ. Chúng ta thích cúng dường Tam Bảo thì cúng, còn thích cúng dường cười cái cũng tốt. Có gì đâu. À. Bây giờ đệ tử Phật A Di Đà mà phước duyên của ngài lớn quá trời luôn mà, bây giờ ngài tự điều hành hết thôi. Mình làm việc cho ông chủ lớn, yên tâm đi. Cứ chân thật làm việc cho ông chủ lớn đi. Có khi những đức chia sẻ Phật pháp mà có khi những đức ho vậy thấy không?
Thì những đức nói con làm việc cho ông chủ lớn mà, phải nhiệt tình. Đã là nhiệt tình đến mức này thì ông chủ lớn sẽ tự ban bố rõ ràng hết chứ, yên tâm. Nên mười mấy năm nay những đức niệm Phật đó, thấy rõ ràng có bao giờ mà những đức thiếu thốn cái gì đâu. Càng ngày nó càng đầy đủ chứ nó không có thiếu thốn cái gì. Đối với cái pháp thế gian, những đức thấy rõ ràng là có cái thành tựu. Còn đối với cái sức thế gian thì nhìn cái nhân là biết rồi. Cái nhân là ở cực lạc vui, còn mình ở đây vui là biết cái quả báo mình rồi. Mình là người tu hành, biết mình có vãng sanh hay không là mình biết liền. Tại vì đối với ta bà mình nhẹ thì đối với cực lạc mình nặng. Mà đối với cực lạc mình nặng thì mình vãng sanh là chắc chắn. Còn đối với ta bà mình nặng thì mình không vãng sanh đâu. Nó, quý vị biết rằng đó, giữa cực lạc với ta bà nó song song, nó chạy chung. Chỉ cần mà chúng ta nhích qua một cái, qua khỏi ta bà thì nó tới cực lạc. Còn nếu như ta bà mình nhích qua khỏi cực lạc thì nó ở ta bà. Nên cái nguyên lý của vãng sanh là quý vị coi là cái tâm mình nó bám ở chỗ nào. Nó bám ở đâu chính nhất nên mới gọi là tín nguyện niệm Phật. Câu Phật hiệu này nó thịnh vượng gia đạo vì cái người niệm Phật nó khai sáng được trí tuệ. Cái người niệm Phật nó phát được cái thiện tâm. Mà đã là phát thiện tâm thì con là hiếu thảo. Mà con đó là hiếu thảo thì gia đạo là thịnh vượng. Thí dụ như quý vị là người đi niệm Phật mà con quý vị tại sao nó không phát thiện tâm? Vì nó đâu có tiếp nhận cái đạo này đâu mà nó phát thiện tâm. Nó đâu có tiếp nhận đâu. Nên nhiều người đừng bao giờ nhìn vào một cái khía cạnh nào đó sai lầm. Cái bà này bà đi tu suốt mà con của bà nó không tu. Nó vậy mà kêu phiên tôi tu. Nó không tu là do nó không có duyên. Còn bà mà cũng học giống nó là bà y rang nó. Bà tại sao không nhìn cái bà tu đó đó mà học? Mà bà đi nhìn cái đứa nó không tu mà học. Người ta dẫn mình đi tu, còn gia đình người ta cái chuyện gì kệ người ta. Người ta dẫn mình đi tu là cái ơn đó mình biết ơn rồi. Mà đừng có nhìn cái gia đình người ta cái gì kệ nó. Nên những đức đã từng nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài còn chưa độ hết dòng họ thích của Ngài mà. Ngài đâu có độ hết đâu. Nó từ nơi đó thì chúng ta cũng làm sao độ hết từ người thân của mình. Nên bản thân của chúng ta đặc biệt nhất là mình tu làm sao mình an lạc, mình vui là đặc biệt rồi. Nên bản thân như vậy đó nó mới tuyệt vời. Muốn giúp được người thì trước nhất mình phải đặc biệt. Mình mà không đặc biệt mà muốn giúp người khó lắm. Giống như bây giờ người ta chết choi, quý vị muốn kéo người ta vào thì quý vị cũng phải bơi giỏi. Chứ nếu như quý vị cũng là người không biết bơi mà muốn nhảy xuống, nhảy xuống chưa cứu được mình cũng chìm, nên tiêu đời luôn. Nên bản thân mình là người nghe đạo, người tu, mình phải sống sao cho nó có đặc biệt, để người ta nhìn Phật Pháp người ta thích. Nó bây giờ người ta đi về chùa mình vậy, nó thấy nó thoải mái vô cùng chưa. Bây giờ quý vị đang ngồi đây nghe chia sẻ Phật Pháp thì dưới ta có nội bộ nấu ăn ở dưới. Ta bố trí một nội bộ nấu ăn ở dưới đàng hoàng hết luôn. Rồi bắt đầu là thứ bảy rủ quý vị đến ăn bánh xèo. Ai đến được thì mình cứ đến đây thôi. Nó bây giờ ngày 23 rồi thì 23 sáng 24 là chủ nhật, không tu cuối năm luôn rồi. Đó thì lỡ ăn bánh xèo rồi chiều là sinh hoạt chúng luôn, làm tớ luôn á nghe. Bằng ngày thì ăn bánh xèo, buổi tối sinh hoạt các giáo luôn á, lớp đạo làm con. Nó rồi bữa sau lại chủ nhật là cuối năm, những đứa kêu mấy cô có nấu tuy ăn cơm nhưng mà nấu ăn uống gì cho được chút, mà kho gì cho ngon ngon, canh đồ múc ra tô đồ hiểu chưa. Bữa đó mình mua ví dụ như nước C2 hay gì có chai đồ, nhìn nó cũng cuối năm ha, thì mấy ngàn người mà mình chơi luôn mà sợ gì. Hiểu không? Đó, rồi thêm một cái nữa, rồi cộng tu cuối năm á là những đức tặng nếp. Nếp á, người 5kg. Người 5kg nếp đúng không? Về á, mà nấu cơm nếp cho mấy gia đình người chưa đi tu ăn. Cho nó ăn cơm nếp cho nó tu. Hiểu chưa? Ăn cơm nếp cho nó tu. Nên từ nơi đó quý vị biết, vậy nó vui lắm nghe. Từ 24 cái lay quay cái tới 30 là chiều 30 mình sinh hoạt hoành tráng lắm nghe. Nên mấy bà trưởng đoàn tối như Đức nói rồi, mấy bà coi lên chương trình đi là báo cho người ta biết. Rồi mấy bà kiếm vài bộ đồ bẩn cho mấy bà sồn sồn này chơi cái dịp Tết cho vui, hiểu không? Kệ cơ hội đó mấy bà, cho mấy bà vui đó, hiểu không? Cái nhóm mình dù mấy bà cụ bà lớn lớn chúng mà bà vẫn vui thích á, thì mình vô nhóm luôn, mình vô cái tập thể nhóm của mình. Nó có bài bản đàng hoàng nghe.
Rồi sinh hoạt buổi chiều 30 sinh hoạt xong mình nghỉ chừng nửa tiếng hay giải lao hay gì đó, mình đi vệ sinh đồ này kia xong mình lên chánh điện, mình nghe pháp tiếp tục. Rồi xong á mình tới khoảng còn cỡ nửa tiếng đồng hồ nó tới 12 giờ bắt đầu mình lễ Phật. Mình lễ Phật là vừa mới có qua 12 giờ 5 phút thôi là chúng ta lễ Phật xong. Là từ năm cũ sang năm mới rồi. Thì bắt đầu là còn 5 phút nữa là 12 giờ 5 bắt đầu là sao? Là chúng ta tiếp tục chúng ta phát quà. Mọi người chúng ta tặng cho cái máy niệm Phật, thấy không? Đó. Mọi người tặng cái máy niệm Phật, có cái hình những đức làm cái máy niệm Phật đó, chuẩn bị sẵn hết rồi. Rồi mỗi người thêm một cái phần gạo 2 kg cái lọc của chùa, thấy không? Rồi mỗi người tôi để vô một cái bao lì xì tiền đô la. Thấy thấy chưa? Tết nhất mà nó. Các vị thấy không, cái tâm tại sao mà nó vui với nó nghĩ với người ta không hoàn toàn. Các vị thấy toàn là tất cả chương trình Điện Đức đều phải bỏ công ra ngồi đó và tu chung, làm việc chung hết trơn luôn. Điện Đức có bao giờ mà bỏ đại đâu, là tất cả chương trình Điện Đức đều dính hết luôn đó quý vị. Từ buổi chiều cho đến 1 giờ khuya đồ này kia rồi xong hết là những đức phải tiếp nói vậy luôn, suốt luôn. Rồi bắt đầu là sáng mùng 1 này kia rồi thì quý vị Tết nhất ở nhà cửa sao sao, rồi sắp xếp đi đến đây sao sao thì tùy quý vị chuyện đó của mình. Rồi mùng 4 Tết là chúng ta cộng tu đầu năm, mùng 6 Tết chúng ta cộng tu bên chùa mới. Chùa mới bữa nay là mấy cái thang máy xong hết rồi. Thang máy đi cái cụ quan hỷ lắm, rất là quan hỷ. Nó dễ quá, tại vì nó tiện đi quá, nó dễ bấm quá quý vị. Nó bây giờ là các cụ dọn lên ở à. Nó quý sư cô đồ đó là người ta cũng xin ở đó là người ta đến rồi đó. Sư cô đồ có một khu nhà riêng biệt. Nó là lên hết trơn rồi bắt đầu. Còn bữa nay nè, bữa nay là ở bên đó đang đổ bê tông bên này. Đang đổ bê tông theo vị trí đường xung quanh nhà hết. Nó quý vị coi làm việc mà quá trời luôn thấy không? Đó. Thì bắt đầu là mùng 8 bắt đầu là mình tổ chức chương trình mừng thọ. Quý vị coi chòm sớm có những người già cả đời khổ quá, già cả hoặc là thấy thê thảm không ai ngó ngàng đến. Thôi mình sẵn thuê chiếc xe, thôi mình kiếm cái áo chàng cho bà bạn vô bà đi đến đây, để cho bà dự được chương trình mừng thọ. Biết đâu cái duyên mừng thọ này mà cuộc đời bà được gieo cái nhân niệm Phật luôn thì sao? Thấy không? Nó nghe được buổi nói chuyện. Rồi một cái lễ phóng sanh để mà chúc thọ cho người già từ 70 tuổi trở lên. Dù chưa được 70 tuổi cũng nên đến để mình chúc thọ những người từ 70 tuổi đổ lên. Con cháu mình nên dẫn đến để mừng thọ cho các cụ già. Tại vì kính lão đắc thọ, con cháu mình đi đến chỉ cần một cái chắp tay. Con hôm nay mừng thọ cho tất cả các cụ ông, cụ bà. Chỉ cần có một cái tâm như vậy thôi thì mừng thọ cho tất cả bao nhiêu ngàn người già ở đây. Thì con cháu mình nó hưng thịnh, tuổi thọ của nó lên liền. Đó, nên con người mình dù chưa tới tuổi thọ đó mà mình đến mình dự, mình mừng giùm cho các cụ già mà thầy tổ chức mừng thọ cho các cụ. Rồi như Đức chuẩn bị mỗi người cho các cụ một chiếc máy nghe pháp giọt nước mà mới làm, đặt ở bên kia nó gỡ về. Có tấm hình những Đức gắn vô trong đó luôn, tặng mọi người món quà. Là cho các cụ già, cho các cụ được cầm chiếc máy nghe pháp có niệm Phật nằm trong đó hết luôn. Thì những Đức thấy tặng món quà vậy là quý nhất. Bây giờ gói xăm về uống cũng mất tiêu. Thôi bây giờ mình tặng đại cho các cụ cái máy nghe pháp. Nó nằm tầm 200 ngàn cái thôi thì thôi mình tặng các cụ. Vậy mà nó ý nghĩa. Bởi vì bên nhìn thấy mình bảo khuya, mà mình khuya mới niệm Phật á. Bên nhìn mình bảo thích mới niệm Phật. Đó. Nên quý vị coi là cái chương trình của chúng ta là từ năm cũ sang năm mới lên chương trình, quý vị thấy cái lịch kính luôn, không dẫn đâu. Nhưng mà trong cái dịp Tết quý vị ơi, trong cái dịp Tết á, nó rảnh, nó còn có thời gian. Chứ nếu như mà mình qua Tết rồi đó, mùng 9 đồ là ngay thứ hai phải không? Còn mùng 8 Tết là ngay Chủ nhật, nếu mình tới mùng 8 luôn là nguyên một cái dịp Tết đó là mình không có tổ chức được cái gì cho nó tốt. Nên trong cái tâm trạng của những Đức nói bây giờ cái Tết của vui nhất của những Đức là gì? Là cái Tết niệm Phật, chứ nó không có một cái gì vui nữa chứ. Nó hướng dẫn người ta niệm Phật là những Đức cảm giác đó là cái Tết đặc biệt nhất rồi. Nên nó tại sao ngôi chùa người ta thịnh? Quý vị phải nghĩ ra chứ. Mà tại sao chùa mình không ai đến? Quý vị phải làm cái chuyện cho người ta lợi ích đi, người ta sẽ đến à.
Mà mình làm chuyện lợi ích thì ta cùng chung tay mình à, không có mất mát ở đâu đâu. Vậy thì bản thân còn hỏi người chúng ta chỉ cần làm việc lợi ích cho người ta là bản thân mình sẽ thịnh vượng, chắc chắn luôn á. Nên những vị trưởng đoàn nên nhiệt tình dẫn người ta đi tu. Cứ nhiệt tình dẫn người ta đi tu, tu viết nghe pháp viết rồi mình cởi mở hết trơn. Dù chồng mình, con mình hay vợ mình thì nó không tu kệ nó. Mình cứ tu, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Trong cái cuộc đời này, duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Duyên thì có thuận duyên và có nghịch duyên, chứ đâu phải là duyên nào nó cũng thuận hoàn toàn đối với mình đâu. Đừng có bao giờ nói câu rằng Phật ơi sao con tu, con niệm Phật, con nghe pháp, con tu mà tại sao gia đạo con nó cứ diện gì, cái này kia hoại Phật. Đừng có bao giờ nói câu gì có tội lắm. Thí dụ như giờ những đức hướng dẫn Phật pháp, quý vị đến, quý vị nói thầy, thầy dạy con tu, con tu mà tại sao nhà con chuyện này chuyện kia hoài, lu bu hoài, thầy giải quyết giùm cho con đi, tại sao thầy dạy mà nó không linh nghiệm gì chứ nghe thầy. Vị nói ra câu đó phải là nó cảm thấy nó khó chịu không quý vị, nó cảm thấy rằng nó làm khó cho nhau đúng không. Phật pháp là một phương pháp để dạy người, nên Phật có nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nên mỗi một người chúng ta đang hưởng cái quả ở đời này thì chúng ta biết được đó là cái nhân mình đã từng gieo. Con thì đến đòi nợ hoặc là trả nợ, nếu đứa đến để trả nợ mình thì nó giúp đỡ mình, còn đó đứa mà đến mà nó đòi nợ mình thì nó làm mình đau khổ, nó làm mình đau khổ. Có những đứa con nó sanh ra, quý vị, con cầu con khẳng vì thương vô cùng, quý vị được sinh đứa con này ra thì mừng như là được vàng bạc châu báu. Nhưng mà lạ tai cái đứa con này nó đến thế gian này là nó bệnh suốt luôn. Rồi nó đẹp, thiệt là đẹp luôn, cái đứa đó là đẹp, đẹp dữ lắm, dễ thương lắm. Rồi bắt đầu là nó bệnh suốt luôn, cái mới có 1-2 tuổi vậy là chết. Quý vị coi, nó đến đây để làm cái gì quý vị biết không? Nó đến đòi nợ quý vị đó. Nợ gì không? Nợ tình. Nó phải làm cho quý vị thương, nó cực kỳ thương rồi nó ra đi. Nó để là cái sự sầu não cho quý vị, đau buồn. Hiểu chưa? Đó. Hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị sẽ biết ở trong cái cuộc đời này để giải tỏa liền đó. Phật pháp là gì? Là một phương pháp để giải quyết khổ đau, chứ không phải là để trách móc. Nhân mình gieo thì quả mình chịu, mà trách móc cái gì? Phật từ bi, ông thầy từ bi, ông chỉ dạy mình thôi. Còn cái tâm tư của mình là người phải cởi mở. Mình buộc ở đâu thì mình mở ở đó. Mình buộc cái nào thì nó sanh ra cái đầu mở cho mình ngay chỗ đó đó. Bây giờ quý vị đã từng buộc đứa con là nợ duyên, bây giờ nó đến nó làm bị đau khổ thì từ ngay đó mà mở ra. Con còn sống thì cha mẹ lo hết lòng, con mất rồi thì cha mẹ vui lòng đưa tiễn con đi. Cuộc đời con người sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ra đi thôi. Sớm muộn gì cũng phải ra đi. Thà chúng ta sống một ngày, một năm mà chúng ta sống được ở trong giáo pháp của Phật, còn hơn sống 100 năm mà chúng ta sống ngoài giáo pháp của Phật. Nhớ. Có cái đứa bé 10 tuổi thôi, nó rất là bình tĩnh khi nó bị bệnh. Mình người lớn đây mà có khi bệnh mà sưng người lên hết thì còn khó chịu. Vậy mà đứa bé có 10 tuổi thôi nó sưng người nó hết mà nó vẫn bình tĩnh. Nó niệm Phật nó rất là bình tĩnh. Vì hỏi nó có sợ chết không? Nó không bao giờ sợ chết. Bây giờ Phật rước con đi liền, dạ con đi liền, không có gì lưu luyến hết chứ. Nó rất là quý mến những đức quý vị. Chứ mua cho tặng cho nó đôi dép, nó mừng, nó thích lắm. Cứ gặp những đức là cứ đưa tay ra, tại vì nó rất là quý mến những đức. Nên những đức nói là cái quý mến trong cái cuộc đời này, con phải nhớ là ở cực lạc mới thật sự một nơi đặc biệt mình tìm về. Còn bây giờ con cảm ơn thầy dạy mình niệm Phật vậy thôi, chứ không có được dính mắc đâu. Dính mắc không giảng sanh đó, con nhớ. Nên mình phải chỉ dạy. Vậy thì nó mới thành công được quý vị. Nên quý vị coi những điều mà những đức chia sẻ đây phải là cởi mở tâm tư với quý vị không? Mình là người học Phật, mình đủ cái nguồn năng lực để giải quyết khổ đau. Cái khổ đau là do mình chắc chứa nè, chắc chứa. Chứ nếu như mình không chắc chứa thì sao khổ? Thì tình thương là duyên, duyên thương đến thì thương, còn duyên hết thì đi. Còn mình còn nặng nợ thì mình còn thương, còn nếu mình hết nợ thì tự nhiên mình không còn thương. Đến nhau ở trong cuộc đời này quý vị à, nói không phải là vô tình, Phật pháp là hữu tình.
Nhưng hữu tình qua cái nhân quả. Hữu tình qua cái nhân quả. Còn người mà không nghe được định luật nhân quả thì họ hữu tình qua cái sự dính mắc, thương yêu dính mắc, xa lìa khổ đau, thấy không? Còn mình là hữu tình qua định luật nhân quả, còn được ở bên nhau thì trung thành, nhiệt tình, hết lòng thương nhau, quý nhau. Còn khi xa nhau thì giúp cho nhau để sanh về một cái quốc độ tuyệt vời. Đây mới là thật sự tình thương yêu mà có trí tuệ. Không nghe gì, quý vị thấy nó có cái sự thăng trầm đúng không? Nó có một cái gì đó sâu sắc đi vào cái nỗi lòng mình. Nó tự nhiên nó làm cho mình lắng động lại. Có những lúc giảng nó vui vô cùng làm mình háo hức, cảm giác rằng nó vui vô cùng. Nhưng có những lúc nó trầm lặng, trầm lặng đi vào lòng người. Tự nhiên nó làm cho mình nhẹ nhàng đối với cái cuộc đời này quá. Tại vì sao? Vì sớm muộn gì chúng ta cũng phải xa nhau, quý vị à. Chắc chắn luôn. Bây giờ thí dụ những đức đang ngồi đây, những đức không biết thọ mạng những đức chừng nào chết. Từ nơi đó có khi nay mai gì chết queo không chừng. Cái đó là cái điều mà con người chúng ta phải chấp nhận thôi à. Chắc chắn luôn á. Ai trong những con người chúng ta đang ngồi đây, chúng ta sẽ ra đi bất tử. Nhưng chúng ta khuyên nhau, chúng ta nắm được rồi, thì dù chúng ta ở nơi đâu, chúng ta cũng hướng về cực lạc mà gặp nhau. Nó hay. Giống như có đứa bé, cái nghiệp duyên vì thế, ghê không? Trên mạng bây giờ đang nổi bật á, cái đứa bé mà tự nhiên nó đi, thì sao biết? Nó té vô một cái lỗ cống nhỏ xíu, cái trụ người ta bê tông, quý vị. Vừa với đứa bé luôn vậy đó, mà cái trụ nghe nó ba mấy thước, sâu chôn sẵn, chôn xuống đất sẵn hết. Nó lọt thẳng vô đó luôn, lọt vừa vô đó luôn vậy đó. Quý vị coi cái cảm giác mà nếu đặt mình vào bé, nếu mình là người không biết tu, thì con người khi không biết tu nó dùng dậy với cái hơi thở mình để mà mình sống. Nên cái người mà không biết tu, khi họ gần chết họ dùng dậy với cái việc mà gọi là dứt danh cái sự sống, kinh khủng đó, quý vị không? Dứt danh sự sống. Có những người mà khi gần chết thôi, dứt danh với cái cuộc sống, họ phải hít từng hơi thở để họ tiếp nối họ sống. Còn bây giờ mình đã có tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, nếu như mình gặp trường hợp mà mình bị cái gì đè hoặc bão tố hoặc đắc lắc, thì nó đâu phải là chết liền mình đâu, tại cái hơi thở mình vẫn còn trong một giây phút đó. Mà cái chút lúc hơi thở đó là quan trọng để giải quyết vấn đề sanh tử. Thì lúc đó mình, ví dụ mình biết tu đi, mình lọt vào cái lỗ cống đó, thì trong quan niệm của mình nghĩ mình sẽ chết trong cái sống. Đã là nghĩ mình đã chết rồi thì chấp nhận cái chết của mình sẽ đến với mình. Mà bây giờ mình chết thì mình phải đi về cái quốc độ nào hơn nữa, tốt nữa. Thì lúc đó chỉ cần một hơi thở của chúng ta còn được thở và còn được biết, té lọt thẳng trong đó, chúng ta nằm im ở đó để chúng ta chờ Phật rước, bằng cách là A-di-đà-phật. Thì quý vị biết rằng cái sự an tường khi mà lúc mà chờ Phật đến rước đó là không phải bị chết đâu. Cái lúc an tường đó đó là quý vị vui vô cùng. Và cái cảm với Phật đó, là câu Phật hiệu lúc niệm cuối cùng đó, để cầu Phật đến rước. Và khi Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí và hàng thánh chúng xuống rước đó, thì dù quý vị ở trong cái lỗ cống 30 mấy mét đó, nhưng mà lúc mà Phật phóng quang á, thì không còn ở trong lỗ cống đó nữa. Mà cái cảnh giới của quý vị là cảnh giới của hư không. Và quý vị đang thấy mình giống như Phật Bồ Tát vậy, nhìn thấy rõ ràng Phật Bồ Tát. Tại vì tâm mình và tâm Phật lúc đó là một tâm, như nước hòa cùng sữa, hiểu không? Nó hòa, nên nó không còn thấy cái tắc hơi thở, nó cũng không thấy cái sự đau đớn dằn vặt để giành sự sống. Cái này mới là cái tuyệt vời, cái tuyệt vời. Tại sao không nuôi cái tâm này? Vì ai cũng sẽ đến cái ngày đó, vì sao không nuôi tâm này ngày hôm nay, để ngày mai khi đến với mình gần chết, mình có một cái tâm mà chấp nhận cái chết để lấy cái hơi cuối cùng của mình để dành cho Phật, để được Phật cứu độ mình. Cái lúc mà Phật mà nhiếp thọ tiếp dẫn mình, quý vị nhớ. Nên con người tại sao không sợ chết? Vì cái nguyên lý của cái chết và cái sống, quý vị đã hiểu. Khi một con người mà hiểu về nguyên lý của chết và sống, quý vị sẽ không sợ chết nữa.
Tại vì cái chết đối với một cái người tu tịnh độ nó không phải là chết, nó không phải vật vã như quý vị nghĩ. Cái người mà không tu, người không tu họ rất là vật vã. Còn người mà niệm Phật cầu sanh cực lạc mà tín nguyện kiên cố, Phật rước họ là rước cái lúc họ hoàn toàn chưa phải vật vã, là Phật đã rước rồi, chứ không phải là chết. Còn cái người mà chết rồi mà Phật mới rước là cái này là hy hữu lắm. Cái việc này là cái việc mà nó nằm cái vị trí mà giống như an ủi vậy đó. Còn cái việc mà Phật rước là không phải là chết rồi, là hoàn toàn mình còn sống nên mình thấy rõ ràng luôn. Mình thấy rõ ràng là Phật phóng quang, Phật đến rõ ràng luôn, thấy rõ hết hoàn toàn. Thì lúc đó cái tâm trạng quý vị nó tuyệt vời. Quý vị coi, bây giờ cái cảm giác mà mình hát bản tình ca mà về cực lạc, quý vị nghĩ sao? Cái lúc đó trong cái cảnh giới đó, quý vị biết rằng là quý vị sẽ cảm được là quý vị chỉ nhìn Phật A-di-đà thì quý vị sẽ thấy cái cảm giác nó không tưởng tượng được, với Quan Âm Thấy Chí hàng thánh chúng. Rồi quý vị biết rằng cái cảnh giới của chờ người á, ai cũng quan hệ. Cảnh giới của cõi giờ, cảnh giới của chư Phật đều quan hệ hết. Cái lúc đó là cái tâm quý vị là tự tánh nó hiển lộ hoàn toàn giống Phật à. Nên nó mở ra tất cả cái cảnh giới của hư không luôn, làm quý vị giao cảm hết tất cả cảnh giới của chư Phật luôn. Quý vị biết nó vui cỡ nào chưa? Cái niềm vui nó cỡ nào chưa? Không tưởng tượng được đâu quý vị, không thể nghĩ bàn đâu. Thật sự đó, cảm giác được chỗ này là mình nuôi cái tâm giải thoát liền. Mình niệm Phật liền, không nói gì. Tại vì mình niệm Phật là tuyệt vời. Tại vì mình tin Phật sẽ rước mình, mình tin Phật sẽ rước mình là chắc chắn luôn. Nó nên mong rằng quý vị nghe tịnh độ, cái quan trọng của mình là gì? Tín nguyện niệm Phật cả đời không thay đổi. Nhớ nghe. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni quý Phật tử về đây tu rất là đông. Đúng ra trong cái dịp gần Tết gì lượng Phật tử sẽ ít đi, nhưng mà riêng ở đây quý Phật tử rất hiểu cái việc tu phước tu duyên là cái việc rất thù thắng, rất đặc biệt. Nên ngày chủ nhật dẫn đến tu bình thường. Nên chủ nhật 24 chúng ta sẽ thời gian nói chuyện ít lại, rồi thời gian quý vị về hơi sớm một chút, để chúng ta cũng gần Tết này, về coi dọn dẹp nhà cửa đồ này kia gà, gọn ghẽ sạch sẽ đàng hoàng, để trong gắn thẳng thời gian đó. Nên chùa mình nhận đức sắp xếp tu, nhưng thời gian mà để cho quý vị để mà phục vụ gia đình, lo cho nhà cửa mình, nó cũng phải tính cho chút xíu. Vậy thì mình cũng có một cái tâm, vậy thì người ta thích mình, quý mình. Chứ nếu mà gần Tết mà đi trễ quá nó cũng không đặc biệt. Hoặc là mấy cái ngày này thì quý vị cứ về, nếu mà ở lại lễ Phật được buổi chiều thì ở. Còn nếu như ấy thì chúng ta cứ về mấy cái ngày này mình dọn dẹp nhà cửa Tết nhất. Hoặc là ngày 24 rồi mình cứ đi về đi, khi buổi sáng xong rồi mình cứ về, để mình dọn dẹp nhà cửa. Vậy thì nó đúng ấy vì nhớ. Nên là chùa mình khi lần nào mà chia sẻ Phật Pháp xong lễ Phật rồi xong chúng ta phóng sanh và cúng đĩa thực, từng chủ nhật nào cũng được như vậy. Nên khi mình đi đến chùa mình tu ngày chủ nhật, quý vị nên thắp nhang bằng thờ củ quyền thất tổ ông bà, để mình nói rằng là con đi chùa mỗi tuần nên ông bà chưa siêu thoát, hoặc chư hương linh khu vực đất đai này chưa siêu thoát, hoặc là chư thần linh ở đây chưa siêu thoát còn cũng còn ở đây, chúng ta cũng nên đi đến chùa để nghe pháp niệm Phật, để dự cái khóa tu trong chùa để cầu sanh cực lạc. Thắp nén nhang vậy đó, nhưng vậy đó mà khi mình đi, người ta đi với mình đó. Đi đến đây thì tự nhiên ta thấy từng chủ nhật nào cũng được nghe pháp vui, niệm Phật lễ Phật, rồi khi cúng đi thực người ta được hưởng nhờ. Từ cái tâm đó mà giống như mình đi chùa từ từ vậy đó, rồi bắt đầu mình đi đến chùa viết, mình thích chùa quá cái mình muốn ở chùa. Thì chư hương linh cũng vậy, người ta đi đến chùa này viết nè, rồi tự người ta thấy người ta về nhà sao buồn quá, không có cúng kiến gì cho ăn, mà ở đây ngày nào cũng cúng. Mà thôi tôi xin
cái quản lý ở, ở, ở đây mà Hương Linh á, Linh có quản lý, đăng ký tôi nhập khóa tu ở đây, mà họ cũng có sổ sách rồi đăng ký à, làm việc đàng hoàng lắm chứ không phải dạng đâu. Nên đây Hương Linh là không dám quậy phá đàng hoàng, quậy bạ đâu. Giống như đang cúng gì mà đâu có giá Hương Linh nào mà dám nhào vô bóc quậy bạ đâu. Cúng rồi mới được ăn. Có quản lý đàng hoàng chứ không dạng đâu quý vị. Cảnh giới nào cũng có quản lý hết. Vậy nên ta đến từ từ từ, quý vị cứ đi đến đây, quý vị rủ người ta đến từ từ. Và cả Hương Linh thai nhi nghe, viết từ từ ở đây con, ở đây ngon hơn chứ, ngày nào cũng được cúng. Mà thêm ở đây nó rộng, con chơi thoải mái, khi đi xe điện mình leo lên mình chơi chung à, xe điện đi leo lên chơi chung à, bình thường. Từ nơi đó lâu lâu như Đức qua chùa mới lên xe như Đức đi chung bệnh chơi, cho đi đó đi bệnh chơi xong về đây thôi à, vậy đó. Mà Hương Linh thai nhi ta về đây nó mừng, ta vui, ta thích. Rồi cảnh đây nó rộng rãi quá, hoa đồ cảnh quan đẹp, ta ở đây ta thích, cây cối mát mẻ ta nương vào ta ở, thấy không? Nó người ta đến viết là người ta ở đây. Mà ở đây rồi là gia đạo bị tốt liền. Cái ở đây rồi là người ta đâu có câu có, đâu có bực bội. Thì tự nhiên cái người mà đi đến chùa mình tu viết là những cái người mang nghiệp phá thai, nó quá giải nghiệp phá thai. Rồi những hương linh mà ở nhà mình chưa siêu, người ta ở đây rồi là nhà mình ổn đó. Cho nếu người ta ở nhà mình mà không cúng á nghe, là người ta làm bực bội nhà mình đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. Trợ nó âm siêu dương lợi, mà âm chưa siêu là người dương phiền phức á. Nên quý vị đi đến đây nó thù thắng lắm. Nên chúng ta nêu lên vài câu vậy đó. Rồi cái sự tu ở đây, mình đem cái công đức này mình cầu an cho người sống là trên là Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cho toàn thể đại chúng và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, và cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn được hóa giải, chúng sanh được sống bình an. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và Hương Linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này. Mà linh thức quý vị sáng suốt biết đương vào bổ nguyện niệm Phật. Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện rằng chúng sanh nghe danh hiệu Ngài, chỉ cần muốn về quốc độ của Ngài thì chắc chắn là Ngài rước. Mà chư hương linh là dễ được giảng sanh nhất vì không còn cái thân tứ đại. Chỉ cần buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà nương vào bổ nguyện niệm Phật, mà lúc cúng đế thực này mà chỉ cần niệm câu Phật hiệu, cái Phật phóng quang cái vèo đi về cực lạc. Đó là hương linh là dễ giảng sanh nhất, mà về cực lạc là không còn khổ đau, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biên thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đang ngô tình chung má ngã kim tí nhự cung, từ thực biến tâm vương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất thiết, ngà đang dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đang cô hộp chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến tâm vương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhận ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhận ra hồng, bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi,
chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh nó hóa giải cái nghiệp bệnh hoạn quý vị nhớ. Nên thí dụ như các cháu nhỏ mà nó đi đến đây nghe pháp niệm Phật rồi đi, mỗi tuần được phóng sanh gì nè. Có những đứa bé mà đúng ra nó sanh ra là bất hiếu với cha mẹ đó, hoặc mình dạy nó không nghe đâu, nhưng mà nó mà dự cái chương trình này giết, nó phóng được dự cái lễ phóng sanh này giết, hóa giải cái nghiệp. Tự nhiên con cháu hiền mà mình dạy nó nghe lời, trưởng dưỡng lòng từ. Nên quý vị biết rằng một gia đạo bất an không ổn định là cái nghiệp sát trong nhà mà ra. Nên tổ sư nói rằng nếu còn ăn mặn cũng đừng nên sát sanh trong nhà, mà mua thịt ở ngoài làm sẵn về ăn, đừng có sát sanh trong nhà. Vì khi sát sanh trong nhà là nó hội tụ quán quỷ trong nhà, hội tụ quán quỷ ở trong nhà. Nên từ nơi đó mà đừng có sát sanh trong nhà, nhớ. Nên cái dịp Tết mà mình vô chùa tu là thù thắng lắm, vì cái dịp Tết là người ta sát sanh nhiều dữ lắm, mà mình tu mình hồi hướng cho chúng sanh, cái phúc báo mình lớn dữ lắm. Quý vị phải biết là cái ngày mùng 1 Tết mà vị tu trong chùa giống như vị ở chùa tu một năm vậy đó. Tại vì sao? Vì cái khó. Người ở trong chùa mà tu ở trong chùa ngày mùng 1 Tết á, nó không bằng người ngoài đời mà vô chùa tu ngày mùng 1 Tết. 100% luôn. Vì tính ra vị sẽ biết liền. Tại vì sao? Vì cái người ngoài đời nó là đi chơi thoải mái, mà tại sao mà không đi chơi mà lại vô chùa tu? Từ cái khó mà làm được. Nên cái người mà ngoài đời vô chùa tu ngày mùng 1 Tết giống một năm mà tu ở trong chùa bình thường. Mà người trong chùa mà ngày mùng 1 Tết tu bình thường, tại vì người trong chùa ngày nào cũng ăn Tết. Đó, nên cái lý này nó quan trọng lắm. Nên quý vị mà Tết nhất mà vô chùa tu là nó tuyệt vời số 1. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà quý vị Tết về đây mà mình tu xong mình dự lễ phóng sanh nè. Tết là nghe nửa tháng phóng sanh suốt luôn. Ngày nào cũng phóng sanh chứ, nhớ đó. Thì quý vị biết rằng là bệnh hoạn này kia, ung thư rồi này kia nghe, mà ăn chay mà phóng sanh nghe là tức khắc nó không còn sợ hãi nữa. Tại ăn chay phóng sanh là tu hành vô ý thí, nó không có sợ. Nên từ nơi đó quý vị lên đây dự cái công đức phóng sanh này nè, thì gia đạo mình bình an. Mà những con chim này khi thả ra nó mừng dữ lắm, mà nó nghe được bổn nguyện niệm Phật. Nó khi thả ra, các con ở đây nghe con chim nhớ. Ôi ôi, mấy con chim bên Cụ Tăng nó bay nheo nhóc chứ, buổi sáng nó ỉa đầy hết. Những đứa ra chị Đức nói ghê, chim, tao nói cho mày biết. Cái khu vực này mà cái khu vực người ta đi vòng vòng người ta tham quan, mà mày ỉa tùm lum hết trơn, mày chơi gì có coi được không chim? Những đứa nói một phát thì Đức nói mày đi qua bên kia mày ỉa cho tao. Mày lên mấy cái nóc nhà cao cao đó mày ỉa. Xong mày bay về đây mày ngủ, mày ăn ở đây, mày ỉa bên kia. Trời ơi, mấy con chim nó khôn đến ghê. Nói một lần một, từ đó về sau ỉa có mấy cục.
Thì thấy không, biết nghe lời lắm, nên được ở đây nhưng mà không có được bày hầy ở đây, nghe chưa? Rồi giờ để quy y cho chim, để rồi thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.